Gà này gà 44 đây này. Không biết là Hiếu ơi. Đức Hiếu ơi. Vào mà chốt con gà 43 44 của em đây này. Đức Hiếu vào chưa? Cả nhà chia sẻ like chia cho em nhá mọi người nhá. Nào em đi ra, em đi ra, em đi ra. Vãi trưởng. Bảy trăm easy, 700. Xứng danh dùng tên lửa này. Dã man, dã man. Mọi người đẩy view lên em ạ. Chia sẻ lên cho em nhá. Này. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Đúng luôn. Đúng không? Nhìn là đẹp. Dã man. Ôi. Còn like đắt không? Hôm nay nhiều kiểu dáng giống tên lửa thế. Mai học đẹp như đây. Kinh khủng. Con đấy là con này đấy. Này luôn. Ôi trời. Kinh khủng như này. Gram gì đấy. Ôi dồi ôi, cành nhau con này. Ôi con này, chuyện này ba con siêu phẩm này luôn. Chuyện này ba con siêu phẩm luôn. Rồi, ok, chào mọi người nha. Bán tiếp rồi. Nên mấy đôi lai đáp size 41, 42 có nhá. Đầy đủ luôn, hôm nay đầy đủ mọi người ạ. Ôi, bạn đẹp lắm mọi người ơi, quay tiếp đi chứ. Hàng cực đẹp mọi người nhá. Tennis bạc hạnh phúc. Ôi dồi ôi. Tennis bạc ở đâu không biết đâu rồi. Ở dưới rồi. Ở dưới mất rồi. Ở dưới mất rồi. Mọi người cho em yêu quý em, cho em xin một nút chia sẻ nha. Này, một phát chia sẻ. Sao đâu nhỉ? Xin một lần chia sẻ mọi người nhá. Hàng đỉnh cao luôn ạ, hàng đỉnh cao luôn ạ. Trời ơi, hôm nay yếu lắm, hôm nay rất là yếu mọi người nhá. Mọi người chia sẻ cho em ạ. Hàng kinh khủng luôn. Những con đẹp đây chốt cho các bác có chữ liệu chia sẻ luôn. Nine running này. Nine đế running này. Có cái dao nào không nhỉ? Không có rồi. Tennis à, tennis không biết lấp đầu rồi ấy. Tennis lấp đầu mất rồi. Tennis lấp rồi rồi. Con tennis bạc đẹp kinh khủng. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, dùng cái này được. Cái này thì hơi khó dùng. Mọi người chia sẻ cho em nhá. Mới có 218, có đôi nào size 40 màu đen. Rất có nhiều, nhá. Rất nhiều. Hôm nay rất nhiều luôn. Hôm nay thoải mái cho các bác chọn. Hàng nó mới như này. Đôi siêu phẩm hôm nay em sẽ chốt cho những người có huy hiệu chia sẻ nhá. Xin chào anh Thập Phạm nhá. Hàng vẫn như mọi ngày, vẫn VIP, vẫn tất cả mọi thứ vẫn vậy thôi ạ. Luôn luôn là phong độ, luôn luôn phong độ là đẳng cấp. Đẳng cấp là mãi mãi mọi người nhá. Nine running cho em ạ. Đây. Chiêm ngưỡng những con giày đế nó như thế này ạ. Độ mới rất là cao mọi người nhá. Độ mới khủng khiếp, cao khủng khiếp cho em luôn ạ. Này. Mọi người chia sẻ cho em nhá. Con này là con sắp lên phiên bản tên lửa rồi ạ. Này. Hôm
nay toàn những đôi như thế đẹp lắm. Dã man luôn. Ok, em chuẩn bị bắt đầu lên hàng mọi người nhá. Bỏ vào nhà, bỏ nhà tắt đi. Size 45 rồi á. Em sẽ công bố luôn là vẫn như mọi ngày nhá. Mọi người lưu ý cho em. Mọi người lưu ý cho em là nhà em luôn luôn sẽ phải cọc mới đi hàng nhá. Luôn luôn phải cọc mới đi hàng. Ai không cọc thì mời các bác xem ngồi xem đây ạ. Mời các bác ngồi xem cho em nhá. Thứ hai nữa là mọi người chốt mã kèm theo số điện thoại đúng cú pháp cho em nhá. Bác nào không đúng cú pháp sẽ trượt. Ok chưa? Nhà em chốt theo máy chủ phần mềm gồm có hai, một cái điện thoại và một máy tính, cho nên mọi người yên tâm nhá. Chốt đúng nhá. Subi Nhật Minh à, thank you anh rất nhiều. Không chia sẻ mua được không? Không chia sẻ thì mua được nhưng mà sẽ không có siêu phẩm. Con nào mà nó gọi là tranh nhau mà đắt tiền nhiều siêu phẩm thì mình phải chấp nhận là cho ai chia sẻ nhá. Nhưng mà nó có khó khăn gì đâu đúng không mọi người? Mình bấm một phát chia sẻ lên các hội nhóm hoặc là trên trang cá nhân của mình, sau đó thì sau cái like này mọi người xóa đi bình thường, không có sao cả đúng không ạ? Ngày nào cũng săn mà chưa được em tennis nào rồi. Ok, ngày nay mới nhận giày đẹp chất lắm anh. Ok, cảm ơn Subin Nhật Minh nhá. Chung là nhiều người nhận giày khỏi phải suy nghĩ rồi, yên tâm đi ạ. Có những người mua mấy chục đôi cơ chứ không phải là một vài đôi đâu ạ. Rồi ok, bắt đầu lên hàng nhá. Hàng tất cả hàng bây giờ em hôm nay thì vẫn không có hàng nữ mọi người nhá. Nữ hôm nay không có, còn bác nào nữ 40 thì nhìn giày chốt nhá. Đây có một con nữ này. Rồi ok. Hàng bây giờ em đã nâng cấp rồi cho nên mọi người nhận được những đôi giày nó gần như là mới á, có những đôi là mới 100% nhá. Ví dụ những đôi như này nó hầu như là nó phải đến 99% cho em ạ. Đấy. Con này sai nha, em bắt đầu bán hàng này. Đây này, em có một danh sách bác xả hàng vẫn còn nằm đây này. Mà anh làm sao anh liên lạc với bên Tepot, nó có phần chấm phần có điểm đấy. Có, nó đang làm rồi đấy. Yên tâm, ví dụ như hôm qua bác làm mà xả nhiều sẽ không đâu. Nhìn thấy comment đâu. Nó có hiện comment đâu. Con này size 42 cho em này, size 42 nhá. Size 42 ạ. Con này đầu lai là 480k nên mã 86 này. 480k mà 86 cho em size 42. Ok, em tiếp tục lên này. Thật sự những cái con Adidas đấy. Những cái con Adidas của Dao Farm này nó thật sự mọi người này. Đi vào nó, mọi người đi. Mọi người 86 chốt cho Vũ Đình Hà. Chúc mừng anh Vũ Đình Hà nhá. Mọi người mà đi những cái con này thật sự là sỏ chân thôi đã sướng rồi. Sỏ chân thôi đã sướng rồi nha. Nó rất là vừa vặn mà nó vững, nó êm này. Đây, nhìn độ mới chưa? Nó có phải là quá nguyên bản không ạ? Mới tinh luôn nha. Mới dã man luôn ạ. Con này size cho em này. Con này nó in luôn trên này. Con này đẹp nhá. Ô, cái màu lạ. Con này size cho em là size 41.5 ạ. 41.5 nhá. Con này 41.5 cho em nhá. Em này 500k lên cho em mã 20 ạ. 500k mã 20 size 41.5. Em có kiện ở nhà nên em nay ở nhà đấy ạ. Mai lại xuống kho. Hôm nay đi đánh chỗ khác. 20 cho Đức miền núi. Chuyển địa điểm rồi à? Thỉnh thoảng lại phải chuyển địa điểm mọi người nhá. Mới thuê địa điểm mới. Cứ tuần lại đổi một lần mọi người ạ. Thoát ẩn phát hiện, tuần lại đổi lần. Con này size 42 da lộn ạ. Size 42 da lộn. Ui giời ơi. À con này đúng rồi, da lộn kết hợp vải này. Size 42 da lộn. Con này 450 lên trên mã 56 này. 450 mã 56 nha. Mã 56 ạ. Tiếp tục em này, Nike Running cho em này. Làm gì có. Đấy. Mấy con cổ cao nữ này. Không phải đâu. Cao đi, hai con đó. Đấy là size nam đấy, size 39-40. Con này 40.5 running cho em nhá. Ui giời ơi, mới thế này thì ai mà đỡ được đúng không? Làm gì có ai từ chối được hàng này đúng không mọi người? Đấy. Nhiều nhà quá mà lên nỗi. Mỗi hôm. Con này 450. Mỗi hôm một nhà. Đúng rồi, 450. Đúng rồi.
Con này size 40.5 ạ, em này 500k nhá. Ui giời, mua một con hàng mới có khác gì trong hãng không ạ? Anh Đỗ Phúc để mã 56 vui lòng lên số điện thoại giúp em ạ. 500k mã 165 nhá. Mã 165, 500k mã 165 này. Ok, anh Vũ Đình Hà để em chút. Cái con bên tay phải của anh chưa lên đâu. Vũ Đình Hà đây. Cho anh Vũ Đình Hà xem lại cái anh cưng quá. Để anh khoe cháu. Đây. Anh xem lại đi, anh Vũ Đình Hà xem lại chụp ảnh đi nhá. Ok chưa? 156 chốt cho Nguyễn Dũng. Tiếp theo một con này cái gì đây? Này Renew là cái em không rõ lắm cái loại này. Con này size cho em là size 44.5. Ôi giời, size hơi to. Size 44.5 ạ. Quá đẹp luôn em này ạ. Nếu mà em này mà 41 thì thật sự nói mọi người tranh nhau luôn. Size 44.5 nhá. 44.5 ạ. Em này 550k lên trên mã 68 này. 550k mã 68 nhá. Mã 68 nhá. Mã 68. Em này 500. Đúng rồi. Anh Đỗ Phúc lên mã 65 56 vui lòng lên số điện thoại giúp em ạ. Đâu có người lấy 65 khác rồi, đúng cú pháp rồi kìa. Chốt cho em đã nói rồi là phải chốt đúng cú pháp mọi người nhá. Đúng cú pháp mới được. Em này size 42 made in Indo, size 42. Size 42 made in Indo cho em ạ. Made in Indo, trời ơi. Dã man chưa? Con này cũng 500k mã 100 nhá, 500k mã 100 nha em ạ, 500k. Mã 100 sướng chưa? Nóng quá. Ai mua áo không để lên mã nào. Ai mua áo không lên mã nào. Tiếp theo. Nhà ok em... anh Đỗ Phúc nhá. 56 chốt cho anh Đỗ Phúc. 100 chốt cho Trang Trần. Tiếp theo con này nhá. Hàng còn ngất ngây rồi mọi người ạ. Không cần phải nói, không cần. Con này size cho em 42 ạ. Crown Farm size 42 ạ. Size 42 Crown Farm này. Con này 480k lên cho em mã 17. Mã 17 cho em nhá. Mã 17 size 42 mã 17 ạ. Em này 45 em 500. Ô, sao mấy con này nó lên đều thế nhỉ? Con này toàn được. Gần như là tên đấy gần như tên nửa. Qua 40 sao nhỏ quá anh. Con này size 41 1/2. Size 41 1/2. Ui giời, em không review nhiều nữa, lên cho nhanh mọi người nhá. 17 cho Dũng em nhá. Con này lên mã 60 cũng 500k mã 60 ạ. Đây, siêu phẩm đây chứ đâu. Ôi. Chết mất rồi, chết mất con giày. Thật sự ngất ngất mình con giày này mọi người ạ. Ui giời ơi. Khớm chưa? Đẹp khủng khiếp luôn đây, đế đây được chưa? Thế này đã vượt chuẩn nhá mọi người. Hay là cần mới hơn nữa mọi người ơi. Hàng chỉ cần thế này thôi hay là cần mới hơn nữa? Để em còn biết. Chắc chỉ thế này thôi mọi người nhỉ. Chắc vâng, xin chào anh Đặng Cứng Ngô. Em nghĩ là mọi người cũng chỉ cần yêu cầu hàng như thế này thôi mọi người đúng không? Đấy, chỉ cần yêu cầu như thế này thôi đúng không ạ? Không cần hơn đúng không ạ? Em này size cho em là size 41 ạ. Size 41 con này lên cho em mã 28 nha. Mã 28 em này con này 600k cho em này. Mã 28 600k. Chốt một con để đời luôn. Dã man luôn mọi người. Hàng. Con này nó đẹp tuyệt vời luôn không phải là không ạ. Đẹp kinh khủng luôn ạ. 28 cho Hiếu Đào nha. Xuất sắc, thật sự xuất sắc. Nhiều bác, thật sự là nhiều bác bị kích thích nhưng mà phải ngồi để chiêm ngưỡng thôi. Bởi vì các bác mua của nhà em quá nhiều rồi. Các bác mua mấy chục đôi. Tiếp theo này size cho là 41 made in Indo, size 41. Trời các ơi. Các bác chốt phải lên mã và số điện thoại nếu được chưa? Thì mới đúng cú pháp mới chốt được. Made in Indo size 41 được chưa? Con này cũng 500k lên cho em mã 05. Mã 05 cho em ạ, mã 05. Đây này đẹp này. Đế bằng thôi nhưng mà nhìn nó đã phê rồi. Nhìn nó mới tinh luôn mà này. Đường nét thì không phải bàn luôn mọi người ạ. Nhìn nó rất là đơn giản thôi nhưng mà nó quá đẹp. Đấy. Tiếp theo lại còn mới nữa. 05 cho Nguyễn Trung Hải. Con này size cho em là size 40. Em phải size 41 tiếp này. Sướng chưa? 41 sướng chưa?
Size 41 tiếp ạ. Em này 480k lên cho em má 71 nha. Con này mà đi giày đi quần jean thì bao phê luôn. Ăn nhau ở cái đường này là cái giữa cái đường chỉ đen này nó gọi là chiếm 50% độ đẹp con giày này rồi ạ. Con này lên cho má 71. Quá là đẹp luôn. Bảy mốt cho Thanh Nghe Trung 500 đúng không? Nhiều bác xem cho đỡ nghiện là đúng rồi. Con này 500 đúng không? Không, con này 48. Tiếp theo con này size 42.5 ạ. Size 42.5. Phê chưa? Một con chạy bộ size 42.5. Hôm nay có cà sấu đấy ạ. Size 42.5. Con này cũng 480 lên cho mã 189 ạ. Mã 189 nha nha. Mã 189. Con đi chốt rồi, con đi mã bao nhiêu? 60. 60 à? Từ từ để tí em lên lại. Con này size 39 này. Size 39 hiếm. Chắc chú không review cho mọi người. Size 39 á. Em này size 39. Đây. Đã vượt chuẩn chưa? Ui dồi ôi, mới chưa mọi người? Nhìn này. Nó mới như thế này, đây là hàng mới chứ không phải hàng cũ đâu, đúng không? Nó phải hàng si đâu. Con này size 39 nhá. Em này 500k mã 30 ạ. 500k mã 30 ạ. Nó tóm lại là mọi người nhận được con nào là đẳng cấp con đấy thôi. Không cần mày nói nhiều ạ. Nên cho em này, một em cổ cao xuất sắc. 30 cho Thu Thu. Hôm nay không có bóng đá các bác nhá. Size 39 hiếm. 39 nhiều. Có con gà sấu nào không? Có một con gà sấu và một con gà. Hôm nay bên kia có một con gà sấu. Con này size 39 này. Ui giời ơi. Nhức nách. Size 39 ạ. Con này 450 lên mã 183 này. 450 mã 183. Chốt ngay con này ai size 39. Mã 183. Được chưa? Xem đúng xem cho đỡ nghiện. Nhưng mà nghiện quá thì thỉnh thoảng vẫn trích phát. Đấy. Nhất là bác Đặng Cường Ngô. Nghiện quá là vẫn trích. Bác Đặng Cường Ngô đang nhìn gà đấy. Nhìn cái vô gà đấy. Một em Puma. 183 chốt cho Cherry An nha. Trời ơi con Puma này. Ui giời ơi cái đế này. Mọi người nhìn cái đế khủng chưa? Cái đế này nó có quyến rũ chưa? Cảm ơn anh Thuật Phạm nha. Em Puma này lên cho em này. Con này size cho là 40.5. Em này 500k mã 77. 500k mã 77 em Puma này nha. Mã 77. Ok anh Lê Thanh Trung nha. Một chọi 624. Mình nhận được giày hồi sáng quá phê luôn. Cảm ơn anh Thuật Phạm nha. Tiếp theo cho em nhá. 77 cho anh Cao Tuấn Nghĩa. Em này size cho em là size 44 này. Size 44 ạ. Trời ơi. Mọi người đặt lên con nào ngất con đấy đúng không ạ? Size 44 này nhá. Cặp cứ banh kinh 100k náo đại nhá. Bác nào chân 43 đi được đôi này nhá. Bác nào chân 43 đi được đôi này nhá. Size 44 nhưng chân 43. Con này 500k mã 45 ạ. 500k mã 45 cho em nhá. Đẹp dã man luôn. Con này rồi. 500k. Đây gà đây, gà nhưng mà size to này. Mua giày anh hết tiền lương luôn. Trời ơi. Có mấy bác bảo bảo nhà có nhận cắn sổ đỏ không đây này. Đấy. 45 cho Thùy Cháy nhá. Một em gà, con này size to quá, con này size 44 cơ, gà size 44 ạ. Không thấy size 38. Đúng rồi, size 38 mà em chưa về hàng được. Chỉ có size 39 thôi. Gà size 44 cho em ạ. Gà size 44, con này 450 thôi. Lên cho em mã 02. 450 mã 02 cho em nhá. Mã 02 ạ. Mạng ông Cường Ngô này chậm thế. Xem con 77 mà lại xịt rồi. Đây, con này một cái con rất là lạ luôn. Ờ, được đấy. 02 cho bánh kem Thanh Nụ nhá. Em chả biết là cái con giày này nó kiểu gì. Ôi luôn. Trời ơi, siêu phẩm chứ cái gì.
bắt đầu dắt cả cái gì đây mọi người, siêu phẩm chứ cái gì, hình đèn led thì sao, đèn led này bơm hơi, đèn led con này với dây gì mọi người ạ, đèn led thì phải, phiên bản gì đây này, da lộn nhá, da lộn nhá, một em giày da lộn ạ. Ui giời, để nguyên luôn. Đúng rồi. Không biết cái dây gì đấy. 56 của Đỗ Phúc anh nhá. Con này là như kiểu dây. Nhiên nhiên hả? Có thấy Phạm Đình Khởi. Size 43 1 phần 3. Size 43 1 phần 3 một con dây. Con này vừa thôi chồng ơi. Đủ vừa, 43 vừa. Con này mã 92, con này 500k, mã 92 cho em ạ. Mã 92 500k. Thì Vương là con này đi ra gặp chỗ. Ở đây. Ôi, con này vừa nãy mà không và có người bị ấy, con này 41 1 phần 3 này, 41 1 phần 3, con này em sẽ không review nhiều đâu, tại vì là nó không có một điểm nào để chê mọi người nhá. 41 1 phần 3 cho em nhá. Em này cũng 500k mà 60 này, mà 60 ạ. 500k mà 60. Không sạ con gà sao bao nhiêu không nhỉ? Con gà size 44. Con gà size 44 nữa bánh kem đánh nụ ơi. 02 cho Hà Trang. Con này size 42 tiếp này. Size 42 cho nhá. Size 42 ạ. À. Ôi giời cái đế này. Này, mọi người đẹp chưa? Con này là Reebok nhá. Size 42 Reebok, con này 450 lên cho em mã 00. 450 mã 00 nha em ạ, mã 00 ạ. Tiền một tình tiền ấy bao nhiêu tiền hả? 40.000 gì? 40.000 của tiền của Hàn Quốc. Won. 40.000 won là bao tiền? Tubula nhá, một em Tubula này, cổ thun nha em ạ. Tubula cổ thun 60 cho Hường Linh nhá. Con này em đánh không nhìn thấy tem ở đâu luôn. Sâu quá. 400.000 won là Tubula size 42 ạ. À. Tubula size 42 ạ. À. Con này 450 lên cho em mã 49 này. 450 mã 49 ạ. À. Con kia 8 triệu 3 đấy. Thế yeah. Con này này. Quay chốt chưa? 400.000 won. Của anh Hà Thanh. Cái con mà dây điện này á. 8 triệu 300 bao nhiêu ấy? Con của đấy là của Hà Trang rồi. Trang ấy, con là Trang ấy, có đặc biệt này. Dự bị, mã 30. Ok. 49 chốt cho Tuần Vũ. Ui giời ơi, này. Thề luôn các bác này. Các bác thích con nào cứ xin dự bị đi. Bởi trời vì nhiều ơi. Bác là chốt vui lắm. Này, nhìn đế đây. Mọi người nhìn đế đây, nó là hàng mới chứ nó phải hàng sử dụng rồi đâu, đúng không? Chỉ có em Phúc mới có hàng này thôi. Anh nhìn thấy ghim chưa? Anh nhìn thấy ghim chưa? Con này size 42.5 ạ. Size 42.5 nhá. Các bác chuẩn bị chốt đây này. Size 42.5 em này 550 nhá, lên xem mã 54 ạ. À. 550 mã 54 nhá. Này, check cho các bác phát này. Check cho phát này. Check cho phê luôn. Mai bên em sẽ chụp, nếu mà các bác chốt được mai bên em chụp hình gửi ảnh và gửi cả số tài khoản các bác banking cá anh em đi hàng. Thế con trắng siêu phẩm kia mà chưa ai chốt ạ? À? Không. Đi CT size 40.5 ạ. À. Size 40.5 đi CT nhá. Ôi giời ơi, đế này. Nhiều nhất cái đế luôn. 54 chốt cho Thanh Tâm. Size 40.5 ạ. À. Em này 550 lên trên mã 24 ạ. À. 550 là mã 24 ạ. À. Đẹp quá trời luôn. Mã 24 nhá. Như ở trong hãng già anh nhỉ, mới thế. Em này cũng 550 đúng không? Đúng rồi. À, mới kinh khủng ấy. Chúc mừng như Thanh Tâm chốt được con 54 quá tuyệt vời luôn. Gì? Con này size 43 cho em ạ. Size 43 nhá, mọi người biết con này không ạ? Mọi người biết con này ạ, đi vào chân rất đẹp luôn ạ. Đây em có ảnh luôn. 54 chốt cho Tùng Nguyễn Thanh. Con này mà vừa chân 42 em thử luôn. Con này cũng chưa thử con. Đẹp nhỉ, chưa anh lên chân con chất luôn. Mới hôm nay thỉnh thoảng được con đấy nhỉ. Một kiện hôm nay có 3 con. Có 3 con ý luôn. Em này size 43 nhá. Con này nó đi đẹp hơn Balenciaga mọi người ạ. Nó đi đẹp hơn Balenciaga. Size 43. Size 43 em chân 42 nhá. Chân 42 con này 450 lên thêm mã 20 ạ. 450 mã 20 nhá. Các bác bảo con đấy là con Fury. Fury á.
Mã 20, 450, mã 20 ạ. Cường Nguyễn hết tiền rồi. Chết này, bác Phương, nhìn nó đi này. Đều không? Nhìn trên, chả thấy được dưới. Ừ, mắt bác mua. Bác chỉ nhìn trên, bác không nhìn dưới. Tiếp theo Reebok này. Con này như kiểu chống nước mọi người ạ. 20 cho Nam Cao nhá. Reebok không dây ạ. Như kiểu chống nước luôn, mới chưa? Con này size 40.5 ạ. Size 40.5 nhá. Em này 450 lên trên má này. 450 lên trên má 44 ạ. Áo có bán nhá mọi người nhá. Thật sự là mọi người ấy, mọi người sẽ có những con giày sẽ chưa nhìn thấy bao giờ. Yên tâm vào nhà em nào, rất là con độc lạ luôn. Con này mã 44 cho này, mã 44. Mã 44. Hàng hãng độc lạ đấy. Áo con gà đang mặc đẹp. Bán luôn. Nhà đang hết tiền. Nhà đang hết tiền muốn bán áo. Đi chợ bằng cái gì đấy. Size 42. Size 42 ạ. Size 42 cho em nha. Mới quá. 42, size 42 nhiều anh nhỉ. Con này mã 75 ạ. Size 42 mã 75 ạ. Em này 500k mã 75 nha. 44 cho Quân Nguyễn. Em này 450. Đúng không? Nó bè bè hay nhỉ. Con này là Zaza Men, hãng Zaza Men ạ. Một con giày của hãng Zaza nhá. Một con giày của hãng Zaza. Zaza Man, con này size cho em là size 43. Size 43 cho em ạ. 75 cho Nguyễn Trung Hải. Size 43 cho em ạ. Size 43. Em này 480k lên cho em mã 43. Ok, quê, ok. 480 mã 43 cho em ạ. Mã 43, Zaza. Con này 450. Đúng rồi. Con này 500. À ừ, con này 500 nhờ. Tiếp theo một con cao cổ này. Con này size 39, 1 phần 3. Size 39, 1 phần 3 cho em ạ. Size 39, 1 phần 3. 43 cho bánh kem Thanh Nụ. Con này 450 lên trên má 19 ạ. 450 má 19 nhá. Lên siêu phẩm nào chưa anh? Vừa lên mấy con rồi. Con nào chẳng là siêu phẩm nhé. Giờ mới thấy vào. Con nào chẳng là siêu phẩm. À, anh Xuân Điển ơi, anh không chốt được chiếc đâu nhé anh nhé. Anh thích má nào thì em cho anh kiểm tra. Cho mọi người xem duy nhất một lần trong một ngày thôi. Con này size 40 cho em nhá. Em này size 40. Size 40 cho em ạ, size 40. Đây, đế đây ạ, size 40 ạ. Em này size 40, con này 450 lên cho em má. Má, à xin lỗi, con này size 39. À size 40. Size 40 lên má 32 ạ, má 32 cho em nhá. Size 40, má 32. Đây, tennis đây. Ấy, bạc. Tennis khủng lắm. Con phải 42, 43. Ui dồi. Quả tennis này nhìn nó đã mắt chưa mọi người? Dã man luôn này. Nam Cao 43 không được trước luôn nhá. Quả tennis bạc này quá chất lượng. Con này size 43 1 phần 3. Tennis size 43 1 phần 3 cho em nhá. Size 43 1 phần 3 tennis này ạ. 32 cho Quỳnh Trinh. Để xuất con này xem bao tiền. Em tennis này 650 nhá. Lên trên mã 03. Size 43 1 phần 3 nhá. Nhà em đều check code, check mã được nhá mọi người nhá. Hả? 450. Có ai bóng rổ không nhỉ? Có ai bóng rổ lấy comment mạnh lên cho em phát nhỉ? Con này chắc khoảng 4-5 triệu. Hơn đấy. Không, tầm đấy thôi, tennis nó cũng bình bình thế thôi. Tầm 4-5 triệu gì đấy. Con này size cho nó size 40 tennis. 03 cho anh Nguyễn Thiệp. Tennis của Đát thì đắt nhất, nó tầm đấy thôi. Ừ. Tầm 4-5 triệu. 650. Con này size 40. Size 40. Trời ơi. Đây. Được chưa? Size 40 được chưa? Đẹp chưa? Màu đỏ này. Nhưng mà đỏ kiểu đỏ. Đỏ trầm nhá. Đỏ đẹp. Con này 500k lên cho em mã 141. Size 40. Mã 141. 500k. Đẹp quá.
Có 4 triệu 8 thôi. Có 4 triệu đấy anh đoán đoán siêu không? Có tennis 4 triệu chuẩn 8 luôn. Các bạn đây. Hay là mình để mình đi ấy à? Đi đánh cái gì? Đi đánh gôn à? Đi dạo phố thôi. Đi chạy Grab. Em này size 40. Đi chạy Grab cho nó size. Size 40 đây bạn, size 40. Anh này nói với khách là em chạy Grab xong em về em phải đi đánh tennis. Con này 450 lên trên má 34 ạ. 450 má 34 nhá. 141 cho Phạm Duy Khánh. 450 đúng không? Có 500. 650. Đùa mọi người ơi, hàng đẹp lắm cả nhà. Hàng mê luôn, đúng vào nhà em chỉ có nghiện thôi ạ. À. Chả đi được đâu. Một em skitcher size 41. Skitcher size 41 ạ. À. Đây, nhìn em này thế này thôi, nhưng mà em khẳng định luôn, mọi người mà đi em này là chỉ có phê lần sau. Từ chốt cho Terian nhá. Lần sau là chỉ có chọn em này mà đi thôi. Đấy, okay. Skitcher nhá. Sướng lắm. Con này size 41 ạ. À. Skitcher size 41, con này 480k nên má 42. Rất là nhiều siêu phẩm. 480k má 42 nhá. Chích cho các bác phát này. Tiếp theo em rebook. Em ở ngoài em bơm siêu phẩm vào nhé mọi người nhá. Lúc nào có siêu phẩm em phím trước. Rebook cho em này. 42 cho Nguyễn Trung Hải. Con này size 39 ạ. Size 39 rebook. Mới quá. Con này 500k lên cho em má 70. Con này 500k má 70. 48. Nghiện quá, muốn xin làm nhân viên của chị Quỳnh Anh. Nhận luôn đang đúng rồi, con này 48. Con này 48. Tiếp theo cho em này. Em này size cho em 70, này. 70 chúc mừng mấy em Thanh Nụ tiếp tục nhá. Con này size 40 cho em ạ, size 40 mấy nhá. Em Thanh Nụ chốt chuẩn nhá, hôm trước là vẫn xả đấy, vẫn xả 1 2 đôi đấy. Để nguyên này. Size 40 ạ, con này 480 lên cho em má 40 nhá, má 40 ạ. Tiếp theo ạ. Em này size cho em là size 42.5. Size 42.5 ạ. 40 cho Tuấn Chất nhá. Em này size 42.5. Con này 48 ạ. Con này 450 lên cho em mã 81 này. 450 mã 81 ạ. Size 42.5. Đây. Một em Nike. Ui giời ơi. Mới quá đi thôi. Mọi người mai không trả bất cứ một đôi nào đâu nhá cả nhà nhá. Con này size 39 ạ. Ui giời ơi. Chốt chuẩn cho em này, người khác phải chốt với ạ. Không chốt nhận phần nhá. Ui giời ơi, mới chưa? Được chưa? Vượt chuẩn chưa? Em này 500k lên cho em má 35 này. Size 39. Thôi chả. Size 39. Có size 35 mà, anh lên một đôi size 35 cho anh ấy đi. Đâu? Cướp đâu giờ 35? Ở 45. 45 mà. 45 phải chờ. 35 cho Vũ Đình Hà. Con này size 42. Em này size 42 ạ. Em này 500 rồi. Đúng rồi. Con này size 42, con này cũng thế này. Size 42 cho em ạ. Kinh chưa? Size 42 nhá. Con này cũng 500k lên cho má 88 này. 500k má 88 ạ. Sai lầm lớn nhất em mang trong cuộc đời là đánh mất em khi có một đôi tennis vừa xuất chuồng xong anh Long xe thì Vũ ơi. Trời ơi Long ơi. Nào mà bây giờ mới vào hả em? Một em Klimakun. Trời ơi màu này. Chị lên 20 đôi tennis. Một em Klimakun ạ. À. Klimakun nhá. Size cho là size 42. Adidas Klimakun size 42. Con này cũng 500k mã 87 ạ. À. 500k mã 87 nhá. Ôi, chích cho phát Asics. Trời ơi, em Asics này. Tiếp tục chích cho phát con Easy 700 này. Tích chích liên tục cho mọi người. Sốc luôn này anh ơi. Sốc bảo, thuốc luôn này. Các bác bảo là nghiện thì chẳng nghiện nhưng mà thèm chích. Em này size 41.5 Asics, size 41.5 ạ. À. Ui giời ơi. 87 đây lên hàng nhá. Đây là hàng mới hay là hàng si mọi người ơi. Ui giời ơi.
Con này 550 size 41.5, 550 lên mã 76 nhá. Đấy mọi người biết độ nâng cấp chưa? Mã 76 cho em nhá. Con này riêng con này đi chỉ có mòn đế chứ không bao giờ hỏng mọi người nhá. Không bao giờ hỏng luôn. Đấy. Con này mã 96. Thấy mình không số bơi có thấy. Con kia 3 tiền kìa. 500. Ừ 500. Con này size bao nhiêu đây? 43. Một em Skitcher size 43 cho em ạ. Con này không dây nhá. Toàn hiệu chính hãng hết. Con này mà đúng mà size 42. 76 cho Linh Hoàng Công. Size 42 là em đã hốt rồi nhá. Thật sự là em đang đi một con như này, lại quảng cáo tiếp nhá. Không dây luôn ấy. Con này nó rộng hơn chân anh. Đẹp. Con này mà vừa chân em này em hốt này. Con này size 43, con này 500k mã 84. 500k mã 84. Nếu như bác nào vừa chân 43 hãy nghe lời em chốt con này ngay. Chốt con này ngay, không bao giờ hối hận, đi cực sướng luôn. Con này mã 84. Chốt rồi mà. Đây. Một em easy màu lại còn chất nữa cơ. Đấy. Đây này. Màu lại còn màu chất cơ. 43 kìa, 43 có đâu. Con này size 41 luôn. Trời ơi, size 41 luôn. Size 41 này còn màu. Tư chốt cho Lộc Lan nhá. Màu này lại còn không phải là màu trẻ trâu mà lại còn màu của các anh luôn đấy. Đấy. Màu của các bác luôn. Con này size 41 lên 1/3 này. Size 41 1/3 Easy 700. Easy 700 nhá. Con này hoa hậu đêm nay bác nào chốt con này đúng 1 triệu. Con này chốt con này 1 triệu nhá. Lên nhé mã 73 1 triệu mã 73 cho em ạ. 1 triệu cho em nhá. Hôm trước có một con 900 rồi. Nhưng mà con 900 màu nó sáng hơn con này màu mới là đẳng cấp mọi người nhá. Lên em mã 73 nhá. Bác nào tên Quân Nguyễn nhá. Bác nào chốt con này banh cho em nhá. Bác nào chốt con này banh cho em nhá. Banh luôn. Con này là hôm trước là ai chốt nhỉ? Trình Chiến chốt nhỉ? Hôm trước Trình Chiến chốt đúng không? Mấy triệu chứ có phải là ai chẳng biết easy này. Hàng này hàng chuẩn xị. Con này size cho là size 44 made in Indo, size 44 này. 73 chốt cho Lục Nguyễn nha. Size 44 ạ. Size 44 cho em nhá. Con này size 44 ạ. Con này 500k mã 72 ạ. 500k mã 72 cho em nhá. Mã 72 ạ. Hôm nọ Trình Chiến chốt được con Easy 700 900.000 khoái quá. Con này đi chất lắm. Cái này anh Lục Nguyễn lịch sử xả một đôi rồi, một đôi nai zoom luôn, tên lửa luôn. Anh Lục Nguyễn ý. Cho nên là anh bảo anh Lục Nguyễn banh luôn thì không là chuyển chốt cho người khác không phương. Tiếp theo con này size 42 cho em nhá. Anh. Ok anh Lục Nguyễn phải banh cho em con ý đi. Không thì để em chốt người khác. Lịch sử của anh là có xả một lần đôi tên lửa luôn. Có thêm dự phòng nhá, anh Phương dự phòng mấy người vào đây cho em. Con này size 42 cho em ạ. Úi dồi ôi, con đát này này. Được chưa? Đát này đã được chưa mọi người? Ui giời ơi, size 42 nhá. Size 42 em này. Con này 550 lên trên mã 159 ạ. Anh Điện này, Hiệt Phương không trước được mã 70 đâu nhá. 550 mã 159 mọi người nhìn con giày này. Như này mà anh sao? Con giày này như kiểu 7 trên store mọi người này. Đấy. Con này mã 159 nhá em ạ. Mã 159 nhá. Mới cứng. Mã 159. Một em bóng rổ. 159 cho anh Tuấn Vũ. Chuyển con kia đi. Bác ơi, chuyển đi con 1 triệu cho người khác đi của em đấy. Các chú Phúc chú bảo lại anh ấy. Không. Anh này anh chốt dự bị gì chưa? Anh này anh lại gửi chi tiết các kiểu. Còn là 500. Thế thì thôi đi. Còn là 500. Ừ. 550. Chuyển con 73 cho người khác đi hộ em cả. Ok, để chuyển. Con này hôm trước con ai tên lửa lung linh mà anh con trả rồi. Con này size cho là size 42 cho em nhá. Size 42 ạ. Em nay size 42 bóng rổ nhá. Bóng rổ cho em ạ. Rất đẹp. Con này 500k lên cho mã 99. Con mã 73 chốt lại cho Phương Phạm nhá. Anh Phương Phạm mà lấy thì vui lòng là con này mã 99 cho em nhá. Mã 99 ạ. Bánh kinh trước cho em ạ. Tiếp theo này.
Đẹp, công nhận con này đẹp. Con này quá chất luôn. 99 Châu Quốc, Phạm Quốc nha. Ôi dồi ôi, đây các bác nhìn thấy hàng chưa? Đã phê chưa các bác, đủ phê chưa? Con này vượt chuẩn chưa? Con này còn trên cả chuẩn luôn ạ. Riêng con này còn trên cả chuẩn hàng si luôn mọi người nha. Con Fila này trên chuẩn luôn, được chưa? Phúc nhắc anh này, ra chuyển khoản này. Ơi Phương, Phương Phan có lấy con 73 không? 73 đúng không? Ừ, 73. Phương Phan lấy 73 thì chuyển khoản banking trước. Đúng rồi, ok nhá. Đã nhắn tin. Đây. Đã nhắn tin của mình quá. Này bác Phương. Con này size cho là size 43 này, size 43 cho em nhá. Con này 550 lên cho em mã 36 này. 550 mã 36 cho em nhá, mã 36 ạ. Mã 36 ạ. Con này bao nhiêu không? Bảo bác gì nếu mà không lấy thì để cho những người khác. Nhiều người cần lấy lắm. Con này 500k. Ba sáu cho Thu Nguyễn. Ôi đế quá ok luôn. Ui giời, đế này. Đế này ai mà không yêu được đúng không? Hỏi lại anh Phương Phạm có lấy không để nhường cho chị Nguyễn Hương để cho chị chuyển khoản đây. Con này size 41 1/3 này. Size 41 1/3 không thấy comment gì cả. Không thấy comment cho chị Nguyễn Hương đi. Ok chị Nguyễn Hương ơi, chị lấy mã 73 vui lòng chuyển khoản cho em nhá. Con này size 41 1/3 cho em này. Con này 450 lên cho em mã 67 ạ. 450 mã 67 cho em nhá. Mã 67. 73 đang để cho anh Phương Phạm, anh có lấy không? Anh lấy thì anh chuyển luôn. Không có 73 đây, người bảo chuyển tiền luôn này. Bởi vì con 73 là phải, nó là dòng siêu phẩm, dòng đẳng cấp. Mười mấy, hai mươi mấy, mai mấy, mấy triệu đấy ạ. Cho nên là phải chuyển khoản luôn. 67 cho Tu Tu. Con này bao nhiêu? 450. Tiếp theo này. Con này sai bao nhiêu? Con này là size 41 1/3. Size 41 1/3. Con số 73 Easy 700. Con này size 40 nha này. Ui giời ơi. Đây đế này đã vượt chuẩn chưa? Trước thì size 4, size 40, size 40 cho em nhá. Size 40 ạ, à, mới 100 ạ, à. Con này cũng 500k mã 10 ạ. À. 500k mã 10 ạ. À. Có cho tài khoản luôn shop. Nhà này chơi rất xấu, để tủ giày hết rồi, bao giờ lại lên toàn hàng đẹp. Bây giờ lại lên toàn hàng đẹp thì biết phải làm sao. Ôi giời ơi. Việc chị ấy banh luôn kìa. Nhắn cho anh Phương Phạm rồi. Chị Dương Nguyễn đang bảo banh vinh luôn nhé. Tiếp theo cho em này. Hiểu, đại vị Hiếu Đào cũng chuyển luôn nhé. Trời ơi, con này này, nhìn con này đeo vào chân em đã được chuyển mọi người luôn. Con này mà đi trung tâm thương mại chơi mà đi vào chân nổi cực kỳ đúng không mọi người nhá. Phương Phạm đã nhắn tin số tài khoản rồi nhá. Con này size 42.5. Size 42.5 đế hơi ạ. À. Em này 550 lên cho em mã 58 ạ. À. 550 mã 58 đó. Con này 500. Đấy mọi người nhìn thấy hàng chưa? Tức là hàng mà mọi người phải biết là tất cả các kiện là đi mình đi vượt cái lước đầu mọi người nhá. Còn có nghĩa là cái công ấy, container mình đi có nghĩa là đi tuyển nước đầu là mọi người biết rồi. Dã man luôn, nó phải mới nhất. 58 cho bánh kem Tây Lô. Bán dây mà không thêm bán thêm tủ được à. Tôi mà đều là từ lẽ tôi banh xong rồi đấy. Đừng biết. Ok, con này size 42.5. Size 42.5 được chưa? Rồi ơi, có con nào từ nãy giờ con nào không mới không mọi người? Nó quá là mới luôn. Đấy. Size 42.5 con này cũng 550 lên cho em mã 91 ạ. À. Mã 91 cho em nhá, mã 91 ạ. À. Nay nhận hai đôi trẻ con chuẩn siêu phẩm.
Anh Phương Phạm đã kiểm tra tin nhắn em đã chuyển cho nhắn số tài khoản cho anh rồi nhá. Anh banking không để em chốt cho người khác đấy. Con này sai 40.5 ạ. Sai 40.5 ạ. Sai 40.5. Con này 500k lên cho mã 76. 500k mã 76 sai 40.5. Đây đế đây. Đấy. Ok chưa? Mã 76. Một em Fina. Cái áo nhiêu anh? Áo này á? À? Áo áo này bằng đôi giày thôi. 76 cho Cường Nhân. Đấy, đằng sau đang bảo cái áo này bằng đôi giày, đằng sau bắt đầu đang nguýt rồi đấy. Con này sai 42.5. Ôi giời ơi, hàng gì mà hàng thế này à mọi người. Không, con Fina này gì? Con Fina là nó gọi là thiên thần luôn mọi người ạ. Ôi giời. Mới nhỉ. Con này, nó, này. Con này mới ra đời. Đẹp dã man luôn. Thiết kế mới nhất. Con Fina này size 42.5. Ui dồi ôi. Em này 550 lên mã 23. Mã 23 cho em nhá. Mã 23. Mình lấy nhiều xong nay chuyển cọc nhé. Ok. Bao giờ lên áo phông à? Sắp rồi ạ. Áo phông chắc cuối tuần hoặc là sang tuần ạ. Thế 73 ạ. Nguyễn Hương thế 73 như nào? Chốt cho mình thì nhắn tin số tài khoản nhé. 23 cho Long Trần. Chờ tí, chờ tí. 550 đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Đợi em khoảng 2 phút nữa, nếu mà anh Phương không cọc ấy, thì em bảo chị chuyển cọc banh luôn. Có lại sai 44, Klimakun sai 44 em ạ. Klimakun sai 44. Con này lên cho em là mã 94, 450 mã 94 ạ. Đúng 450 mã 94. Hàng chốt được thì mai nhân viên sẽ chụp hình luôn ạ. Ok chị Nguyễn Hương ơi, chị Nguyễn Hương banh kênh đi chị Nguyễn Hương ơi. Bảo số tài khoản như nào? Chị phải nhắn số tài khoản. Con này sai 40.5 ạ. Sai 40.5 nhá. Em này sai 40.5, con này 400k lên cho em mã 53 này. 400k mã 53 cho nhá, mã 53. Có lát cốt sai 43 để em nhé, không phải. Em không phải chốt. Ôi giời ơi, chơi thế thì có mà ấy à. Thế thì các bác đây cắt cổ em à. À cắt cổ anh à. Các bác đây cắt cổ ra. Hôm qua có con có này sai cho là sai 42 à. Sai 42 này. 53 cho Quỳnh Trịnh nhá. Sai 42, con này 450 lên cho mã 167 ạ. Mã 167 ạ. Chống bám bẩn thì bác hãy chốt những cái con màu xám xám mà có da lộn ấy. Đây. Đi nước đấy, lộn nước mà. Ôi giời, chốt con này thì bác mà chốt con này thì lại chuẩn quá. Hả? Con 400. Đây cá sấu đây. Đây chống bám bẩn đấy này. Con này đi công trình được bác nhá. Ờ chú ý mà thời gian mình đi đón nó. Chạy bộ 43 nhé. Một em nát cốt này. 167 cho Phạm Kim Anh. Nát cốt sai 40.5. Nát cốt sai 40.5 ạ. Em này 450 rồi đúng không? Con nát cốt này 600k cho em nhá. 600k sai 40.5 ạ. Ok Quỳnh Trình. Đây con này đi công trình nhá. Ví dụ đi xây dựng các thứ là nó không bẩn nhá. Con này lên mã 80. Mã 80 cho em ạ. Bao tiền đấy? Mất việc. Cái số bao tiền đấy? 600k. Chờ 4 năm mà mỏi cổ quá. Có 4 năm. Nhưng mà phải yên chờ tâm là, ạ. Yên tâm là 4 năm chỉ có một mình chốt cho nên là cứ chờ thôi ạ. 80 cho Lê Quang Nguyễn. 600 đúng. Con này sai 42, Discovery sai 42. Đẹp chưa? Mai nghỉ đi. Discovery sai 42. Hết hàng. Sai 42 ạ. Hàng chuẩn bị hết rồi. Con này 550 lên trên mã 27 ạ. 550 mã 27 này. Lấy lên cái này cho phần. Chị Nguyễn Hương banh 500 rồi đấy. Vâng, em cảm ơn chị. Ok, chị Nguyễn Hương nhá. Đã bỏ đi cái tên kia đi. Chụp chị. Ok. Tiếp theo con này Adidas không dây quá hiếm luôn, không dây quá hiếm luôn. Con này size 42 2/3.
42/2/3. Chồng ơi, trích cho các bác ý một liều thuốc ngủ. Mới chưa? 0 giây 42/2/3 nhá. Ôi, đẹp thế. Con này 500k mã 07 ạ. 500k mã 07 nhá, mã 07. Nhìn thế này thôi nhưng mà đeo vào quá đẹp luôn mọi người. Em thử chân cho mà xem nhá. Em thử chân cho con mà xem. Điểm viên thứ 07 dành cho Tu Tu. Hàng về hóa kinh khủng mọi người ạ. Đấy. Con này size bao nhiêu? Đi khít chân luôn, size 42 2/3 luôn. Tuần size của Gia Bảo, để cho Gia Bảo đi. Đẹp chưa? Nó chọn nó một đôi. Quá đẹp luôn ạ. Gia Bảo chân hơi xấu tí, mềm lắm mọi người nhá. Đấy này, em nói thật luôn này. Được chưa? Mọi người nhìn giày chưa? Giày đi này nó mới sướng này. Nhà mình bán giày mà con phải lo. Trời ơi, con này phải 700k. Chết người mọi người. Hàng chết người. Con mã bao nhiêu để? Con mã bao nhiêu nhỉ? Chưa có mã. Em lên mã chưa mọi người nhỉ? Chưa. Mọi người thấy chốt không? 07 chốt, có mã khác. Phải 07 chốt mã không? Không. Bác ơi, bỏ con easy, bỏ tất cả các phiếu ra để một con này em chưa lên mã à? Bỏ lâu rồi. Con này lên mã 51 nhá. Mã 51 ạ. Con này, ở đây kia vẫn chốt 07 chứ mày. 07 còn mới rồi. 07 là con nào? Em tưởng con này 07 sao này. Con này 07 mà. Dạ. Chốt con này đi, 07 đây này. Ừ, ok, để lục lại, lịch sử. 07, 07 nhiều lắm. Phải con này 07 không mọi người ơi? Có phải con này 07 không ạ? Em 07, 07 cho Tu chốt vừa nãy. À, thế ạ? À, nó đã chỉ ra phiếu đúng không? Chính xác ạ. Chốt 07 Tu còn gì nữa, em bảo quái. Con này bao nhiêu? Không phải 51 đâu. Con này bao nhiêu này? Con này 500k. Con đấy đi, em nói thật sự quá sướng luôn. Anh Tu mai đúng rồi đấy, rồi đấy, 07 xuống nguyện. Con này size 41. Size 41 ạ. À. Ui giời ơi. Con ok nào đẹp Tu nhá. Nhận này... được giày cho xin lời bình luận nhá. Con này 500k mã 51 này. 500k mã 51. Phúc lại lên mã này, mã 51 này. Ờ. 51 chốt cho náo đại nhá. Từ từ, để xem phải không? Không lại 5. Vừa mới lên à? Vừa mới nhảy à? Ừ. Ờ, thế thì được. Vừa nhảy thì được. Tức là qua cái bên này. Thì nó lẫn ở đấy. Con này size 391/3. Đúng rồi, náo đại, đúng rồi. Size 391/3 EQT. EQT, trời ơi. Khiếp, còn siêu phẩm đấy. Này. Rồi ôi, EQT lần đầu tiên có ở Phúc Si Tuyển. Vâng. Em đang biết con đấy đấy. Đẹp thế nhỉ. EQT đẹp chưa? EQT dã man rồi. EQT size 391/3. Size 391/3 nhá. Nhìn EQT. Thấy nó mà sần hết gai ốc luôn đấy. Các bạn bảo 39 không vừa. Con này 550 lên mã 32 ạ. 550 mã 32 ạ. Không dây mà êm ý. Mã 32 nhá. Làm sao mà ai đã vào đây mua hàng thoát ra được em? Nhà em hàng độc quyền nhá. 32 cho Khang Nguyên. Khẳng định mọi người hàng luôn. Hàng nhà em nhặt mà. Bởi vì là nhặt theo nhu cầu của khách. Con này size 41. Size 41 ạ. 550 đúng không? Được chưa? Đế được chưa? Con này quy tê đẹp quá. Size 41 ạ. Con này cũng 500k lên trên mã. Mã 09 ạ. Mã 09 nha nhà. Mã 09 ạ. Em xem con đấy có phải 45 không? Đấy, anh đây. Đây, bác nào ở 45 đây? Không biết phải không? Phải không? Đúng rồi, con này, con này. Này quá là chuẩn luôn. 45 luôn. Mình tin vào bản thân của mình đánh giá. Ôi. Nhẹ nhìn cái đấy nó xịn dã man luôn. Ôi dồi, 44.5. Ôi dồi, cái đấy này. Cái này là hàng mới chứ phải hàng si đâu mọi người. Con này 44.5, tiếc quá nhỉ. Su à, không lục trước đâu nhá. Con này 44.5 nha em nhá. 44.5 ạ. 44.5 đế đây. Đế này phải đế mới không mọi người? Đế này là đế mới cái gì nữa ạ? Con này 550 lên trên mã 91. 550 mã 91 nhá. Ok, Nguyễn Minh Dương đường nhá.
chụp hình gửi ảnh cho anh xong thì sẽ cho anh số khoản, anh chỉ cần banking 100 là bọn em đi hàng thôi. Con này 42 2/3 cho em nhá. 42 2/3 con giày này. 91 cho Mai Quốc Phong. Em này 450 lên trên mã 44. 450 mã 44 nhá. 450 mã 44 ạ. Em này 550. Dự bị 84 ok, Nguyễn Minh Đường. Đúng rồi 550. Đây 45 đây này. Hình như anh đặng từ Ngô với Ngô Văn Dũng là hai bạn bè sao suốt ngày chém nhau trên này. Đây trong này toàn đầy mà. Sao vào đây thì quen nhau. Đầy người vào đây quen nhau. Không phải toàn người giới thiệu nhau quen trong này. Có hôm anh bảo là đang ngồi uống nước chè bảo sao đi về tưởng về làm gì về chốt hàng. Em này size 43 rebook này. Size 43 trời ơi. Nó gọi là hàng độc và lạ đúng không mọi người? Size 43 cho em ạ. Size 43 nhá. Con này cũng 500k mã 56 này. 500k mã 56 cho em ạ. Size 43. Tennis em vừa lên rồi ạ. 56. Mã 56. Còn gì có 80. Tiếp theo. Ông đặng cần ngô nhá. 56 chốt cho Nguyễn Công Minh. Em này size 40.5. Size 40.5 ạ. 40.5 ạ. Em này 450 lên cho em mã 92. 550. 450 mã 92 con này 550. 666 thì chụp lại cho. 666. 36. 666 người. Chào bác Tín Đô Si. Ôi ôi. 92 chốt cho Phạm Thanh Hà. 600 view à. Con này size 42. Đúng rồi ạ, à, hôm nay không có giày nữ, giày nữ đang. Em này size 42 Klimakun size 42 nhá. Size 42 cho em ạ. Con này 450 lên cho em mã 24. 450 mã 24 cho em ạ. Mã 24 ạ. Mã 24 ạ. Tỷ lệ chọn rất cao. 660 người, gần 700 người. Con này size 41 em. Đúng rồi, hôm nay toàn giày lam thôi. Giày nữ bị cháy hàng rồi, giày nữ không còn một ít nào luôn. 24 cho Lanh Nguyễn. Này ai mà không yêu được mọi người. Chỉ có những con giày nó như thế này, đế này. Đế như thế này ai mà không yêu được đúng không ạ? Em nói các bác là khi em dơ này, các bác chẳng cần phải mai, chẳng cần phải chụp ảnh luôn. Chỉ việc đi hàng ạ, không cần phải ảnh hot làm gì nữa. Vào nhà em là thích là chốt thôi. Đầy bác, chốt xong bay luôn. Vào là thích là chốt thôi, không cần phải suy nghĩ cái gì ạ. À. Em Phúc con là bao từ đầu ngõ đến cuối làng rồi nhá. Con này size cho em là size 40.5 ạ. À. Size 40.5. Em này 500k này. Có mỗi một con tennis cứng người chốt mất rồi. Nó lên cho mã 32 ạ. À. 500k mã 32. Đây Phúc cho anh nong xe dịch vụ cho anh thèm đấy. Ô, hiểu đây. Anh nong xe dịch vụ thèm đấy. Mô anh. Đấy. Tennis bạc đấy bác ạ. Đấy, anh Long xe nhiệm vụ xem đi. Anh em Long đấy, không phải anh đâu. Được chưa? Đấy, cho chú xem tí. Cho anh thèm. Em Long chú xem tennis nhỉ? Ừ, chưa xem tennis. 32 cho Cường Dinh Cao. Mạng anh chậm quá. Có thấy của quân anh. Mạng anh chậm quá, không đặt được tennis mấy tuần nay rồi. Ôi anh. Anh than câu mấy tuần nay mà em sót hết cả ruột anh ạ. Con này size 44 ạ, size 44 Indo, size 44. Cho anh nông xe xem thôi, chứ còn người khác chốt mất rồi. Size 44 nhá, made in Indo, size 44 ạ. Em này 550 mã 53 này. 550 mã 53 cho em nhá. Tiếp theo ạ, à, like. Con này size 42 đế training cho em nhá. Size 42 ạ. Đế training size 42 ạ. Size 42 con này 450. Lên mã 34 ạ. 450 mã 34 nhá. Mã 34 ạ. Mạng chậm quá. Tiếp theo này. Ok cho anh 5 xe dịch vụ. Dự bị con đấy nhá. Con này size 41. Trời ơi con giày này. 34 cho Phùng Điền. Con này size 41 ạ.
Mê chưa? Vượt chuẩn chưa mọi người? Hàng này đã vượt chuẩn chưa? Vượt. Size 41. Size 41 con này 500k, mã 51. Mã 51. Con này 450. Đúng rồi, chuẩn bị size 45 chưa? Size 40 á? Size 40 tỷ lệ nó không phải là nhiều đâu. Đa số 41, 42 nhiều nhá. Đây, size 41 cho Kỳ Nguyên. Size 40 2/3. 42 phần 3 cho em này. Chị Sương ơi, 35 kiện nữ này, không có đâu chị. Hôm nay không có hàng nữ. Áo đẹp á? À? À, đẹp quá. Áo. Con này 42 phần 3 cho em này. Ui giời ơi. Được chưa? Được chưa? 42 phần 3 con này lên cho mã 89 nhá. Mã 89 con này 500k. Em cũng 500 rồi. Đây, con nào gió này đây. Con này đẹp thế nhỉ? 500. Bác Hương đi, bác Hương. Đi đâu? Đón bảo. Con áo gió đẹp này, áo gió 3 lỗ nha. Con này 65 cân, 60 thì 65 cân ạ. 60-65kg nhá. Đây, con này tri ân cho các bác đang xem livestream của 84, em nhá. 89 chốt cho Mi Channel nhá. Tri ân mọi người, con này của Playboy. À không phải. Con này tặng mọi người nhá. Con này cho ai huy hiệu, có huy hiệu và có huy hiệu chia sẻ và có đơn hàng ạ. Con này trên dưới 65kg ạ. Hàng mới, mới đét nhá. Gió si tuyển nha em ạ. Con này lên trên mã này. Con này lên trên mã 27 nhá. Mã 27 ạ. Mã 27. Lữ chắc khoảng 2-3 ngày nữa. Mã 27 cho ai có đơn hàng và có hiệu được chia sẻ này. Chìa khóa đâu chú? Đây chìa khóa này. Mã 89 chốt chưa? Chốt rồi. Con này size 42.5 ạ. À, ASIC size 42.5. Đâu, con này vừa lên xong đấy. Mã bao nhiêu đấy? Mã 27. Mã 27 trên này hiện tại là anh Tùng Nguyễn Thanh nhá. Chốt anh Tùng Nguyễn Thanh mã 27. Em 34 tuổi, chị 2 tuổi. Mã 27 là con gió này. Chị 36 tuổi nhá. Con này tặng Tùng Nguyễn Thanh. Tùng Nguyễn Thanh đã có đơn đâu? Chưa có đơn đúng không? Thế thì phải chốt đi mới được nhá. Không chốt Tùng Nguyễn Thanh đâu, bởi vì hôm kia anh ấy được một cái tặng xong cuối cùng phải xả ra bởi vì anh không có đơn. Thế gì? Thế thôi anh chốt lại nhanh Tùng Nguyễn Thanh nhá. Cái này vui thôi, tặng vui cho nó đỡ cho mọi người. Xe để đâu cô ơi? Mã 27 của ai? À, xe em để trên nhá, em để trên hầm hầm ra ấy. Vé xe cơ. Cái xe ở đấy, ở xe luôn. Hiếu Đào có đơn hơn đơn chưa? Thu có rồi. Thu có. Nhưng mà quan trọng có nhiều chia sẻ chưa? Ô, con này em chọn đi cho nó dễ mọi người nha. Não đại có đơn chưa? Não đại có đơn rồi. Ờ thì chốt cho ai não đại đi. Cái này vui vui thôi mọi người nhá. Não đại có chốt cái đấy đâu. Cái đấy không phải mã 27 đâu mà anh. 27. Đấy. Áo là mã bao nhiêu? Mã 27 mà. Ừ. Não đại có duy nhất một đơn đấy, bảo bao nhiêu lâu được mới chốt được. Con này size 42.5, ASIC size 42.5 ạ. Có đơn trong cái livestream này thôi, chứ không phải có đơn. ASIC size 42.5 ạ. Anh nói cho mọi người nghe rõ. Con này 480k lên cho mã 80 ạ. 480k mã 80 nhá, mã 80 ạ. Tức là có đơn trong cái đơn livestream ngày hôm nay. Có đơn trong livestream này thôi ạ. Chứ không phải là có đơn đã mua hàng rồi. Tí nữa em tặng con nữa. Có thấy anh Long Vũ. Mọi người ngắm giày thôi cũng sướng đúng không? Ngắm giày không cần mua đâu cũng sướng. 80 chốt Bùi Quang Phương. Tiếp theo con này size 42.5, đế hơi size 42.5 ạ. À. Size 42.5 con này 450 ạ. Bao tiền anh? Lên trên mã 20 con này 48. Con này lên mã 20 450 nhá. Anh vừa mới chốt á. Anh có 100 này á. Thế thì... Thôi được rồi, tí nữa nếu mà có thì em... Nếu sáng mai anh có thì anh sẽ có quà nha anh Tùng Nguyễn Thanh nha. Sáng mai mà anh có đơn các nhân viên mà chốt là anh sẽ có quà. Từ giờ đến Tết mọi người sẽ được 20 chốt Trương Hồng. Em đang cố gắng là từ giờ đến Tết mỗi người sẽ có một món quà mọi người nha. 450 à. Hiếu Đào chốt có đơn. Ok, Hiếu Đào luôn, mai có quà luôn nhá. 450. Ừ.
Con này size 41 1/3, size 41 1/3 em đát này. Đây ạ. À. Đế đây là ok chưa ạ? À? Vượt chuẩn nhá. Size 41 1/3 con này ạ. À. Con này 500k mã 45 này. 500k mã 45 cho em ạ. À. Mã 45 500k. Có thấy Phan Phan Đình Khởi, Phan Đình Khởi có thấy nhá. Cứ mỗi tối mà chưa hôm nào lên được 1000 view nhỉ. Cứ lên 1000 view thì mọi người chia sẻ cho em lên 1000 view. 45 cho Hùng Nguyên. Con này size 40 2/3, size 40 2/3. Size 40 2/3 con này 450 mã 100 này. 450 mã 100 này, mã 100. Ngồi này background này nhìn có vẻ được mọi người nhỉ? Nhìn có vẻ nó cũng đẳng cấp hơn tí đúng không mọi người? Vừa thuê phòng IT đấy mọi người ạ. Con này size cho là size 42 2/3. 42 2/3. Có con ưng lại to quá. 42 2/3 cho em nhá. 2/3 mới tinh luôn ạ. À. Con này 450 lên mã 78 này. Đi chơi Tết giày đây, giày đi chơi Tết ạ, à. Mã 78 ạ, à. Mã 78. Mã nào không trượt tôi chốt phát. Cứ ngô. Tiếp theo này. Em này size cho là size 42 này. Ôi trời ơi. Để trên hầm trên tầng 1 ấy. Mới chưa? Size 42. Chỗ ngoài đường ấy. Con này size 42 ạ. À. Em này 500k lên cho em mã này. Mã 75 500k mã 75 ạ. À. Mã 75 ạ. À. Nó mới như thế này cơ mà. Mã 75. Mình xin số điện thoại mới phúc nhé Long Trần. Số của em ở trên banner ở page nhá. Trên banner ấy, trên cái banner em ghi cho. Một em running này, để running size 44.5. Size 44.5 được chưa? Size 44.5 nhá. 44.5 sạch sẽ, rất đẹp luôn ạ. Con này cũng 500k mã 42 ạ. Mã 42 500k mã 42. Mọi người chốt lên đúng cú pháp nhá. Mã kèm số điện thoại cho em nhá, mã kèm số điện thoại cho em ạ. Tiếp theo cho em này. Trời ơi, được chưa? Con này là con bóng rổ hay con gì đấy? Bóng rổ thì đúng hơn. Bóng rổ thì đúng hơn. Con này size 40 Adidas, size 40 nhá. Size 40 ạ. Con này 480 lên cho em mã 14 này. 480 mã 14 ạ. Hàng mới, hàng rất mới ạ. Mười bốn cho tám Minh Trung. Xin dự phòng đát, dự phòng đát, đát dây hồi nãy. Ok ok. Con này size 42 cho em này. Đẹp. Size 42 ạ. Đẹp nhỉ. Mới quá mới. Đẹp chưa? Kinh khủng luôn con này, kinh khủng luôn size 42. Con này 500k mã 10 này, 500k mã 10 ạ. Này không chốt không được luôn. 500k mã 10. Nghiện quá này, chích ra. Đây, chích đi. Em lên con gà nhá. Em lên con gà này. 10 chốt, 3 bé sao. Gà size 41, 14 chốt chưa? Đẹp quá. Gà đẹp quá mọi người. Con gà này size 41 ạ. À. Gà size 41 nhá. Em gà này size 41 ạ. À. Ôi. Gà size 41 ạ. À. Con này 550 mã 54 ạ. À. Size đẹp. 550 mã 54 ạ. À. À hot size đẹp. Nhiều
nhường đôi tennis bạc lại. Con này Undermore size 41. Undermore size 41 ạ. Undermore size 41. Được con nào nét con ấy luôn. Undermore size 41 ạ. Con này cũng 500k mã 28. 500k mã 28 Undermore. Úi dồi ôi. Coi phong dáng đẹp. Tiếp theo ạ, line màu xanh, xanh à màu xanh tím, xanh tím than. Con này size 43. Ui giời ơi, được chưa? Size 43 cho em nhá. Em này 550 nên cho em mã 07. 550 mã 07 cho em ạ. Một em đế hơi. Siêu phẩm á. 28 chốt cao Tuấn Nghĩa. Hàng chính hãng hết nhá. Kìa con đi nước nhỉ. Không biết Bi Vương có ở đây không. Bi Vương sang chốt. Con này size 42. Hôm nay giày đẹp. 07 chốt Lục Lan. Size 42 ạ. Đế hơi size 42. Size 42 cho em nhá. Con này cũng 500k đến cho em má 30. 500k má 30 ạ. Má 30 ghi số cẩn thận nhá. Còn nên siêu phẩm nữa không anh? Còn 200 đôi siêu phẩm nữa. 200 đôi siêu phẩm nữa. Còn 200 đôi siêu phẩm nữa nhá. Tiếp theo Adidas, con này size cho em là size 42, công nhận các bác 42 sướng. Rất nhiều giày luôn. Kiện nào cũng chủ yếu là size 42. Màu dã man luôn. Size 42. Size 42 ạ. Màu mình có nhỉ? Con này trông trơn trượt đấy, đế. Size 42. Đế trông trơn. Con này 480k lên trên má 00. Má 00 cho em ạ. Má 00. Trông tiếp tục cho em này. Nhận hàng rồi anh Phúc. Giày ok. Thank you. Thank you Phong Nê. Không không chốt hiểu sao. Luôn vào ngay nên mỗi siêu phẩm thì anh em chốt. Tiếp theo là size 42 Indonesia. Size 38 không có. Size 39 thỉnh thoảng có. Con này made in Indo này, size 42. Nắm size 42 thế nhỉ. Em này 500k mã 40. 500k mã 40. Em vứt cho anh mấy cái đôi 40 lên đây cả. Không có. Không có. Đều ghê nhỉ. Nhìn cho size to. Còn size 42. Tiếp theo này. Một em New Balance size 40.5. New Balance size 40.5 được chưa? Size 40.5 New Balance. Chất luôn. Con này 450 mã 183. Con này 500k. Con này 450 mã 183 size 40.5. Hả? Sắp không có hàng bán á. Tối mai bán. 39 cũng được, nên vài đôi á. 39 có được vài ba đôi là khó. 183 chốt Trần Minh. Con này size 41 ạ, size 41 ạ, size 41 nhá. Con này 450 lên trên má 23. 450 má 23. 39 lúc nào ít, hàng 39 ít lắm. 39 với 40 là ít, còn 41. 41 có thể đi lên 42 rồi. 23 chốt Hào. Nín thở bóp cò. Đúng rồi, ID 39 thì rất là khổ luôn. Kiếm size khó lắm. Hẳn 38 thì nhiều khi lại nhiều. Con này size 42.5. Ui ôi, được chưa? Size 42.5. Hoàng phái không được rồi. Mọi người chỉ cần có tiền thôi mọi người ạ. Còn mọi thứ là để em no nhá. Con này size 42.5. Con này 550 mã 35 ạ. 550 mã 35. Đẹp nhỉ. 550 mã 35 ạ, con giày này khủng khiếp chưa? Mã 35. Mà quan trọng là mới lắm rồi. Đấy. Được rồi.
Đây đi nước đây. Hôm nay không có giày nữ, không phải là ít mà không có giày nữ. Hết rồi, giày nữ cháy hàng. Cháy nữ chưa về. Chưa về. 35 chốt cánh hôm phai. Con này size 4, size 42, 1/2. Size 42 1/2 à. Em đi nước này 450 lên cho em má 20. 450 má 20 nhá, đi nước cho em nhá. Xem lại mã 183, rất mã ra rồi em không cho xem lại được đâu. Yên tâm mọi người, chứ cứ xem live từ giờ đến Tết kiểu gì có mỗi người một con, mỗi người một đôi. Con này size 43 cho em này. Size 43, Fina size 43. Con này lên cho em má 05 ạ, 450 má 05 ạ. Úp được của Andes hai đôi, rình rập mãi. Ồ thế. Hàng si là thế, mỗi mã thì có mỗi con thôi. Em ước gì là mỗi mã có được chục con thì ngon. Em giàu to. Em giàu to. Lên phát này, chốt chục người luôn nhỉ. Con này size 42.5 ạ. Size 42.5, Fina tiếp ạ. Con này cũng 450. Nên mã 03, 450 mã 03. Săn thế mọi người ơi. Săn là dễ dàng quá, thì không có gì là hứng thú cả. Đúng rồi. Đi săn nó phải như vậy đấy ạ. Đi săn nó phải khó khăn một tí. Chơi nó mới vui. Bác bảo nhà ai thở đấy thì không bác luôn thì bảo là... Nói chù. Đôi sáng cọc chưa? Chưa cọc thì nó mới chưa đi, chứ còn cọc rồi sợ đi rồi. Con này size 40.5. Size 40.5 ạ. 40.5 mới nha. Em này 450 lên trên má 88 ạ. 450 má 88 ạ. 40 à, bình thường đi 40, thực ra thể thao mọi người chốt 41 được mà. 88 chốt trân trọng cơ. Con này về giống con vừa nãy thế. Giống y xì luôn. Con này vừa nãy bác nào chốt con này trượt thì bắt đầu chốt em này nhá. 450. Chốt con vừa nãy trượt thì chốt tiếp con này. Sự mê mẩn con này luôn. Em này Adidas size 42, 2/3 made in Indo. Crown Farm được chưa? Ôi giời ơi. Mới quá trời luôn. 42, 2/3 con này 550 lên cho em má 36 này. 550k má 36 cho em ạ. Má 36 nha. Đời mới tinh. Này mà bây giờ mà tự dưng mà bây giờ mà không có 36 chốt Tuấn Anh Lưu. Mà không có cái loại hàng này nữa thì chắc là em nghỉ luôn. Con này size 41 1/3. Size 41 1/3 cho em nha. Trời ơi mới chưa. Đang bán nó mới như thế này mà không có hàng này nữa thì chắc là cũng phải nghỉ thật. Con này 500k mã 32 cho em ạ. Size 41 1/3 500k mã 32 cho em nha. Chốt kinh nghỉ. Tiếp theo này. 3 chân lội chu. Em này size 40. Ui giời ơi. Size 40. Size 40 ạ, con này 500k. Con này 550 mà 58 này. Ai size 40 thì hốt ngay em này cho em ạ. Về đi không hờ hối hận luôn. Con này mã 58, dòng đế này sướng nhá. Mã 58. Em phải nâng cấp những cái hàng này lên, nó mất khá rất là nhiều tiền. 58 chốt với trung tiền. Một số loại đế khác là em phải loại hết. Cho nên là chỉ có hàng nhiều. Chỉ có hàng phù hợp cho mọi người thôi. Cho nên mọi người tỷ lệ mọi người lên rất là thích luôn. Bạn cho em một con 550. Hả? Bao tiền? 500. Dạ. Yeah. Qua anh bán nhá. Con này size 43 cho em này, size 43 nhá. Ui giời ơi. Size 43 cho em ạ. Con này cũng 500k lên cho em má khó 60. Má 60 cho em ạ. Má 60 ạ. Nói tóm lại là hàng mọi người yên tâm mà em no hết nhá.
siêu phẩm đôn chè em đang găm mọi người. 60 chốt của Long Vũ. Kinh khủng. Bao tiền nhỉ? Đây 500. Con này size 42 2/3 made in Indonesia. 42 2/3 made in Indonesia. Tiếp chưa? Con này cũng 550 nhá, lên trên mã 76 ạ. Mã 76 cho em nhá, mã 76 ạ. Chuẩn bị mổ kiện nữa. Mổ mẹ hai kiện rồi còn kiện nữa. Là 3 kiện. 3 kiện à? 76 chốt Huy Nguyên. Hàng Nam đúng còn đúng một kiện nữa rồi mà. Hết không còn. Mọi người chốt ghê thôi. Colombia size 41, một em Colombia size 41 ạ. Colombia size 41 nha. Colombia.com size 41 ạ. Con này 500k mã 163. 500k mã 163, con này không dây cho em nhá. Có dây nhưng mà dây rút cho em ạ. Đây. Rút phát là chốt vào là xong rồi. Đấy, rất là hay. Con này mã 163 cho em ạ. Một em Pina. Siêu độc lạ luôn. 163 cho Giang Hải. Em Pina này có cái đường chữ rất là đẹp luôn. Con Pina này size 42 1/2. Con này size 42 1/2 ạ. Tôi có anh nào anh điện cho mình lấy cái dây này mà cho ông kia, ông ấy đi chân to quá. 42 1/2 ạ. Con này 500k mã 14 này. 500k mã 14 ạ. Mã 14 ạ. Đây nữa con Pina này nó khủng khiếp luôn. Mấy con Pina dã man. Này chủ yếu là 14 cho anh Phạm. Chủ yếu là cho các bác xem giải trí. Con này size 42 1/2 này. Cụ ơi nhìn cụ đôi nào nhỏ nhỏ lên cho em phát vật vã quá. Toàn 42 1/2. Đi tìm đi em. Đây, mọi người có ngoan không? Chưa nhẹ cho em chưa? Con này 550 mã 70. 550 mã 70 Fina này nhá. Đẹp lắm. Xem là phê. Ôi, size nhỏ đâu rồi? Em ra lọc cho anh ít size nhỏ lên cho các bác, không bác vật kìa. Bác đang vật vã quá. 70 chốt weekend. Bao tiền nhỉ? Ừ. Con là 550. Con này size 42 2/3. Size 42 2/3 đi nước cho em nhá. Đi nước 42 2/3 này. Đi nước con này 450 lên cho mã 84 ạ. 450 mã 84. Địa chỉ á? Ui giời, địa chỉ làm gì? Em vừa rồi hôm rồi em cấm mọi người qua kho rồi. Qua kho chọn là em không chọn được, mệt lắm. Tại vì đã... Siêu phẩm à? Ờ. Đấy. Đùa. Đồn chề các bác à? Tiếc thì để mà đi. Nhưng mà con nó... Hả? Thôi để tủ kính. Từ từ. 84 chốt mặt theo thu. Con này size 44 nha, em này size 44 nha. Em này có một miếng đệm vào đây ạ. Đệm khí ở đây rất là êm mọi người nhá. Size 44 nha. Con này 500k, đẹp lắm rồi. Size 44 500k Reebok. Con này lên nha, mã 77. Mã 77 cho em nhá, mã 77. Cái này của Lữ hay Nam? Lữ thì hơn, Nam thì... Trai. Không phải. Của Lữ, Lữ nói hơn. Size 37. Size 37 này của Lữ. Trai gì cái đó. 36 là gì? Đôn chê gác bà là. Size 36 là gì? Hả? 36. Nữ. 36 nữ cái. Nữ hoặc bé trai. Ừ, 36 lữ, ai bé trai thì con này của lữ mà. Nữ. Đẹp quá. Dọn tủ, dọn tủ. Găm găm đấy. Đôn chê gác bà là. Ôi dồi ôi, xuất sắc. Con này về từ đợt đầu đầu ấy.
Con này size 36.5 nhá. Size 36, 36.5 cho em ạ. Đẹp. Siêu phẩm cho các chị đây. Size 36, 36.5. 77 chốt Đinh Văn Huân. Bao tiền nhỉ? Dạ. Con này 500k. Dạ. À quên. Nghe. Chưa lấy. Đấy vừa. Đẹp chưa mọi người? Con này mọi người chuẩn bị mạng chốt nhá. Em thôi để em gan cho cu đó mà bây giờ đi. Con này 600k lên trên má 71 ạ. 600k má 71 ạ. Đô chỉ 600k má 71. Có con LI nữa kìa. LI này cho bạn nào Tết đi không? Đi con lên. Anh chốt hàng tối nay chưa ăn cơm. Ngồi cạnh điện thoại này vẫn còn đọc, nhỏ. Đọc nhỏ quá không thế nghe thấy. Nó hét hết cỡ rồi đấy, đấy. Đâu đưa đây? Con NI này là của 71 chốt Long Vũ. Một em NI 2930 đấy. Này Gucci à? Gucci NI đấy. Gucci NI made in Italy. Con này size 30. Cũng găm ở hồi ở cái kiện này chứ con găm này. Size 30 ạ. Mà nó đi chật rồi. Size 30 con này 180.000 nhá. Đẹp lắm, mổ rồi ai chốt được. 180k mã 90. Con lê bao đẹp luôn. Mã 90 cho em ạ. Bao tiền cơ? Bốt gì đây? Size 38. 108 á? Da, trời ơi, hàng hiệu. 108 á? Con này bốt bao nhiêu tiền? 90 chốt Nguyễn Hải Châu. Bốt size bao nhiêu? 38. Bốt size 38 nhé em nhá. Bốt size 38 con này 400k lên trên mã này, mã 15 ạ. Mua về chưa đi ạ. 400k mã 15 size 38 của Quỳnh Anh nhá. Quỳnh Anh để lại nhá. Tiếc quá. Mã 15. Ba đôi chả đi mấy. Chả được đi mấy. Chồng chả có đi chơi. Này, tiêm chích mọi người phát đi. Chích thi thoảng chích một liều thuốc viện. 15 chốt chị Tiến. Đẹp lắm nhá. Bốt của em đấy à, mà bốt hàng hiệu đấy à. Bao tiền? Một em cá sấu không dây. Con này size 42. Cá sấu không dây size 42. À, cá sấu lừa nhá, không dây size 42 ạ. Size 42 con này 550 lên trên mã 89 này. 550 mã 89 ạ, size 42. Tiếp tục siêu phẩm này. Nhiều siêu phẩm đang chờ đợi các quý vị và các anh chị. Xin mời quý vị và các anh chị chín chốt trung phà chuẩn bị đạn dược để bắn. Em này size 41. Size 41 cho em nhá. Con này cũng 550 lên trên má 94. Má 94 cho em ạ. Một em Lai E. Nhiều con đẹp lắm, mọi người ơi. 94 chốt Hảo Hảo. Ôi trời ơi, con ý gì? Con ý cực đắt. Con này size 40. Ôi, 39, 40 đi vừa. Size 40. Size 40 ạ. À. Em này 450 lên trên mã 96. 450 mã 96. Ủa, con ý đẹp chứ. Màu đẹp dã man. Con này để cuối like thích cho nó sướng. Cho nó phê. Size 42 nhá. Để quét mã à. 96 chốt Văn Cương. Con này quét thì chắc chỉ làm ra màu khác rồi. 450 đấy. Con này size 44 ạ. Size 44 ạ. Con này cũng 450 nên cho em mã. Mã 81 ạ. Mã 81 cho em nhá. Mã 81 ạ. Hình như phong thủy chỗ này nó tốt hay sao mà hôm nào nay chỗ này toàn 600-700 view ấy. Phong thủy nhà. Cái sang cái phong thủy kia sang chỗ kia thì nó lại chỉ được có già lửa thôi. 81 chốt Nguyễn Hải Nguyễn. Bây giờ đang là bao nhiêu view đấy? Trời ơi, Đăng Hạnh chốt cho nó kỹ bây giờ lại nhường bây giờ thì biết ai mà nhường hả? Rồi. Toàn không chốt nhiều lắm rồi. Bây giờ phải thật sự ấy chốt cho em chứ. Người ta còn chốt không được. Bác làm thế thì à, mình làm thế thì có phải là rất là mệt cho người khác. Em đã bảo anh ý đi tối qua rồi mà. Đấy, rất là mệt luôn. Con này size 40.5 ạ.
size 40.5 á, đế training size 40.5 ạ. Em này 450 nên trên mã 27. Mã 27 nha nhá, 450 mã 27. Con này mã 183. Hả? Mã 183. Đâu? Anh đang hạnh là chốt cho người khác đi. 27 chốt Lê Văn Hòa. Bao tiền? 450. Đây này, Puma này mới gọi là khủng khiếp này. 43.5 mà em không rõ đâu, chắc có đấy ạ. Chắc là có đấy. Bởi vì là hàng ấy, hàng em mổ kiện ra cho nên là em không biết là có những size nào, nhưng mà đại loại là vẫn có, nhưng mà nó cứ lẫn thì thành ra là bây giờ phải mọi người phải canh thôi. Có đẹp Puma size 42. Puma size 42 được chưa? Độ mới đã vượt chuẩn chưa? Puma size 42 ạ. Quá đẹp luôn. Con này 550 lên trên má 19 này. 550 má 19 ạ. Con này là ngày nay E270C 5.8. 5.8 ạ. 270C con này kiểu dáng mới. Mới hơn kiểu dáng thì hay có. Làm siêu phẩm. 19 chốt Nguyễn Thanh Thảo Sương, bao tiền anh nhỉ? Ơi, con 550. Em chuẩn bị check cho mọi người một liều nhá. Liều này cực mạnh. Lôi chu, ok, lôi chu nhá. Báo nhân viên đi. Không sao đâu, cái đấy chuyện nhầm lẫn bình thường. Con này size 41 1/3. Nhầm lẫn gì vậy? Size 41 1/3 cho em ạ. 41 1/3. Ui dồi ôi, dày này. Kinh khủng luôn. Con này cũng 500k mã cho em 41 nhá. 500k mã 41. 41. Bác nào đánh bóng chuyền này, bằng bóng chuyền thì chốt em này nhá. Bóng chuyền chốt em này. Chốt vụt hoài ta. 41 chốt vân vân. Con này thì mới 100% rồi, em chẳng hiểu sao con này lúc nào nó cũng mới 100% luôn. 500. Đấy. Con này bóng chuyền nhá, bóng chuyền con này size 41 1/3 này. Con này lúc nào nó cũng mới 100%, thậm chí là cảm giác mọi người cảm giác nó còn vẫn còn nguyên cái sơn bóng của nó này. Cái độ bóng của nó này. Đây. Con này bóng chuyền nhá. Bóng chuyền size 41 1/3. Em này 500k lên trên mã 71. 500k mã 71 ạ. À. Đế này nhảy nó cực sướng luôn, dày nhá. Check đi. 42 check đi, 41 con chen đi. Ui, đây. Vừa check xong đấy. 5 triệu à? 5 củ 8. 5 triệu 8 à? 71 chốt Nguyễn Hồng. Con này size 42. 2E270C. 270C nhưng mà chưa bao giờ có màu như này mọi người nhá. Chưa bao giờ về cái kiểu này luôn. Toàn kiểu truyền thống, kiểu cũ. Nó mới 100%. Chính hãng chất cốt nha mọi người nhá. Ui dồi ôi. Được chưa? Được chưa? Riêng màu này đi không bao giờ. Quả bắt được con gà xấu này không có. Duyên. Hai con mà. Con này size 42. Size 42 ạ. À. Em này 700k nhá. Lên trên má 159 ạ. À. Cái màu này gần như là siêu hiếm luôn. Thường 27C này đa số là cánh trẻ trẻ đi. Nhưng mà đây thì các bác chung chung vẫn đi được. Bởi vì màu này rất là ok này. Size 42 má 159 ạ. À. Siêu phẩm luôn. Thích luôn cho em liều này luôn. Mọi người phê hẳn luôn đấy. Báo tiền. 700k. Em đã đầu tư cho anh em giao rồi mà anh vẫn dùng cái đấy hả? Một cái đâu? À đây. Chích cho mọi người liều này. 159 chốt Trung Phạm. Mọi người phê hẳn luôn. Bảy trăm anh. Ừ. Con này sai cho là sai 42 mồ 2/3 tiếp này. 42 2/3. Ui giời ơi. Những cái màu phải nói những cái màu nó rất phù hợp với các bác luôn đấy, nó rất chi là phù hợp mà cái đế nó yêu quá đi cơ. Trời ơi, cái màu chưa bao giờ có luôn đi, màu ghi đẹp sang chảnh, màu mà lại còn rất phù hợp với tuổi của mọi người luôn. Size bao nhiêu đấy chồng? Con này size 42 1/2/3. Con này 550 lên trên mã 101 ạ. 550 mã 101 cho em nhá. 550 mã 101.
chích cho nó thuốc ra. Mã 101. Đây, chích tiếp màu ý luôn này. Liên tiếp mọi người sốc, sốc thuốc rồi. Dự bị mã 109. Nhiều người này, dự bị. Toàn màu đẹp. Thật. Nhiều người dự bị rồi. 101. Chốt cho Thoa Trần. Các bác cứ chuẩn bị mạng đi, em đã bảo là chích là chích. Bao tiền? 550. Một em ca squid. K Squid size 42, cái màu nó cũng yêu quá này. Ui giời ơi. Màu này rất là ok luôn mọi người. Size 42 cho em nhá. Để đây nguyên bản. K Squid size 42 mới 100%, con này 500k mã 86 này. Mã 86 cho em nhá, mã 86 ạ. Đây, được chưa? Mã 86 ạ. Tám sáu chốt chung pha. Tiếp theo lại còn nữa màu phê luôn. Con này là Adidas Perife cộng là cái gì? Con này size lại size 42. Tiếp tục size 42 2/3. Con này 41 đi được. Size 42 2/3 cho em này. Con này cũng 550 lên cho em mã 99. 550 mã 99 cho em nha. Mã 99 nha em ạ. Mã 99. Chích liên tiếp này. Đây này. Chuẩn bị các nào 39 nha. Chuẩn bị bác nào sai 39 40 chuẩn bị nhá. Em phím thế thôi. Này. Toàn màu đẹp. Con này sai 40.5. Sai 40.5. Hôm nay toàn siêu phẩm mọi người. Sai 40.5 ạ. Con này 500k lên trên mã 167. Mã 167 nha em ạ, mã 167. Đấy. Đấy sao cơ kìa. Tiếp theo của em New Balance. 167 chốt Hồng Vũ Vân. Con này size 41.5 ạ, New Balance size 41.5. Ôi. Size 41.5, tất cả đều 100% mới nha, hàng mới nha em nha, hàng mới ạ. Con này cũng 500k lên cho em mã 69 này. Mã 69 ạ. Mã 69. Ôi giời ơi, đấy đấy. Các 39 40 đây, tiếp cho các bác 39 phát. Các bác phê luôn. Cho đỡ thèm nhá. 69 chốt Minh Công Tuấn. Em này size 40. Luôn đẹp. Đẹp. Size 40 ạ. Nét căng ạ. À. Nét như soli size 40 ạ. À. Con này cũng 550 lên trên mã 64. 550 mã 64. Thấy Trần Đức. Ngày ấy là chốt luôn. Nó giống như kiểu mọi người cảm giác như kiểu mình đi xem một cái buổi biểu diễn hoa hậu ấy. Mà nhìn đứa nào nó cũng cao, đứa nào nó cũng đẹp. Nhìn đứa nào vòng 1, vòng 2, vòng 3 nó cũng hết. Đứa này chỉ là xấu. Đi xem hoa hậu nó như thế đấy mọi người. Chồng ơi con ý xuất sắc luôn đấy. Con này size 41. Ôi được chưa. Thật luôn là nó cứ săn hết ngay. Đây 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 đây, đây. Mọi người soi hộ em cái đế nhá. Thấy Đức Hiếu cơ. Mọi người soi hộ em cái đế được ạ. Úi giời ơi. Toàn chuẩn hãng, chính hãng hết thôi. Soi hộ em cái đế nhá. Size 41 ạ. Con này cũng 550 lên cho em mã 73. 550 mã 73 hợp lý, ok chưa? Ngất ngây luôn. Đấy em xích cho mọi người liên tục với nhá. Không thấy em à, có thấy em. Đây được chưa? Ui giời ơi. 73 chốt Kỳ Duyên. À Kỳ Nguyễn. Con này size 40 ạ. Size 40 nhá. Size 40. À, 550, mấy con này 550 hết. Con này size 40 cho em ạ. Được chưa? Đã đủ phê chưa? Mọi người phủ đủ phê chưa? Ui giời. Này. Có khác gì ở ngoài store không mọi người? Chắc chắn mọi người sẽ phải lề thằng em luôn. Tại vì là em đã bảo rồi, em đã làm là phải đẳng cấp mọi người nhé. Làm là phải chuẩn. Đúng rồi.
Con này size 40 ạ, size 40, con này nên cho em mã 43. Mã 43 chỉ việc chốt thôi. Những con giày nó thật sự mọi người này, mọi người sẽ nhận được những cái giá trị nó lớn hơn nhiều với cái giá mà em phát ra nhá. Em nói thật luôn, những con này em sẵn sàng em bán 600-700 nghìn có người lấy, nhưng mà không bao giờ em làm như vậy mọi người ạ. Làm sao nó hợp lý thôi. Ok chưa mọi người? Con này mã 43 cho em nhá, mã 43 cho em ạ. 43 chốt Minh Trần. 37.5 á, 37.5 hôm nay không có giày nữ. Không giày nữ. Đấy 40 từ nãy giờ nhiều mà. Một em Craft Farm size 41 1/3. Size 41 1/3 cho em nhá. 41 1/3 cho em này. 41 1/3. Em này 500k nên cho em mã 185. 500k mã 185 nha bạn, mã 185. Ăn vậy thì tham quá. 38 39. 38 không có, 39 thì thỉnh thoảng mới có một con thôi. Mọi người nhá, thỉnh thoảng mới có một con thôi. 185 chốt can bé 500 à. Đúng rồi. Một em New Balance. Em New Balance này size cho em là size 43 nhá. New Balance size 43 cho em ạ. Em này size 43. Size 43 con này 500k nên cho em mã 49 ạ. 500k mã 49 size 43. Một em Nike không dây. Con này không dây đi êm nhá. Êm cả trên lẫn dưới, cả trong lẫn ngoài size 41. Nike không dây êm cả trên lẫn dưới, cả trong cả ngoài. Được chưa? Size 41 ạ. Size 41 con này cũng 500k mã 02, mã 02 ạ. Mã 64 ai chốt chưa anh? Chắc chốt hết rồi. Chốt hết. Từ nãy giờ có mấy đôi trắng trắng này mọi người không lấy thôi chứ còn gì. Không còn đôi nào đâu. Chốt ghê thật. Mọi người chốt ghê thật. Tiếp theo này. Con này size cho em là size 02 chốt anh chữ tàu. Size 42 2/3. Size 42 2/3. Ui giời ơi. Được chưa? Con này 500k. Nên cho anh mãi mà. Con này lên cho em mã 56 ạ. Mã 56 ạ. Em bé 56. Mai nhân viên sẽ làm việc với chị nhá. Em chốt 64 xem có bị chậm không ạ. Không xem được rồi. Linh ke không được. Mai nhân viên sẽ điện cho mình, kem bé nhá. Mai nhân viên sẽ điện. Ok chưa? Alo shop, shop nghe alo. Shop nghe alo. 56 chốt. Hùng Trang Sport. Tiếp theo Undermore. Undermore cho em nhá. Bao tiền rồi? Con này 500. Undermore này size cho là size 41 ạ. Undermore size 41. Size 41 Undermore con này 450 lên trên mã 86 này. 450 mã 86 ạ, mã 86. Chốt hao. Hao. 450 này. Con này không biết là con gì luôn. Con này size cho là size 41 ạ. Size 41, tất cả những cái lỗ này là phản quang mọi người nhá. Tất cả những lỗ này là phản quang mọi người ạ. Con này size 41 cho này. Size 41 ạ. Đẹp ghê con giày này. Size 41 bằng da mọi người nhá. Toàn bộ bằng da cho em ạ. Con này 500k lên cho em mã 39 ạ. 500k mã 39 nhá. Size 41. Mã 39 size 41. Thấy tú lượng. 39 chốt hoàng cư. Đây mới còn một con siêu phẩm nữa này. À, xuất sắc luôn. Em này size 43. Size 43 cho em ạ. Chốt từ nãy giờ không thấy trả lời gì cả. Có thấy chốt nên chắc không thấy bình luận. Khả năng thế, không thấy comment. Em này size 43 này ạ. Thấy tú lượng nhá.
size 43 cho em nhá, size 43. Con này 550 lên trên mã 42 ạ. 550 mã 42, con này thì không phải suy nghĩ rồi. 550 mã 42. Giày cầu lông ha, giày cầu lông chắc khoảng độ 2-3 hôm nữa em về nhá. 2-3 hôm nữa về khoảng độ cả bóng đá. Trần Hiếu. Cả bóng đá khoảng 100 đôi. 100 đôi cầu lông. Con này size 40.5. Size 40.5. Đẹp độc lạ nhá. Quá là kinh điển luôn. Size 40.5 ạ. 40.5. Hay chưa? Size 40.5, con này 550 nốt lên cho em mã 14. Lên cho em mã 14 cho em nhá. Mới 100%. Mã 14. Bóng đá nhân tạo ha, bóng đá nhân tạo không để đây rồi, hôm nay chỉ có giày chạy bộ thôi. Giày chạy bộ thôi. Tiếp theo này. Con đề hơi. 14 chốt đoàn thông. Em này đế hơi size 43. Đế hơi size 43. Size 43 cho em nhá. Con này cũng 500k size 32. À xin lỗi, mã 32 ạ. 500k mã 32. Mã 32 ạ. Chiến gì? Chiến 2 có thấy. Vậy đi ngủ đợi hôm nào chốt chút xốp. Có nhiều đơn nhé. Thank you Lê Trung Tuấn. Xin cảm ơn. 32 chốt Hoàng Mát. Giày trẻ con ngày nào em cũng lên, nhưng mà em sẽ lên vào buổi sáng mọi người nhá. Ví dụ sáng nay cũng lên giày trẻ em rồi. Con này 500k. Sáng nay lên giày trẻ em rồi. Thế bây giờ em sẽ tập trung lên buổi sáng mọi người nhá. Mọi người nếu mà muốn chốt giày trẻ em lên buổi sáng. Con này size cho em là size 40.5. 40.5 em này cũng 500k luôn. Lên cho em mã 09 này. Mã 09 ạ. Mã 09 nhá. 09. Giày này mua không khác gì mọi người, ví dụ như mua ngoài to về đi mấy hôm cũng giống như này thôi. Nó không khác gì ạ. Những con này nó mới như vậy luôn. Tóm lại là mới như vậy luôn. Mà thậm chí mà nếu mà đi đường ở Việt Nam mình mà kiểu toàn đường bẩn thì không bằng mấy con này đâu. 09 chốt mic chen này. Tiếp theo này. Con này size 43 1/3 này, size 43 1/3 nhá cho các bác, con này đẳng cấp. Đây là một con giày quá đẳng cấp luôn, nó xứng đáng nhận với một cái giá trị nó lớn hơn rất nhiều mọi người nhá. Này. Size 43 1/3, riêng con này 600k Craft Farm cho em nhá, lên cho em mã 78 này. Đây, để em soi kỹ cho mọi người biết là tại sao nó như vậy đúng không ạ? Tất cả đường nét đây nó như mới luôn. Nó gọi là giày mới chứ nó không phải là giày cũ nữa rồi. Ok cho mọi người. Nó được gọi là con giày mới nhá. Đấy, tất cả xuất sắc, nét căng luôn ạ. Đấy. Size 43 1/3 mã 78 nha em nhá. Mã 78 ạ. Chốt Nguyễn Minh Đường. Chúc mừng anh luôn. Con này quá ngon luôn. 600k. Tại vì một cái câu mà em nhớ mãi, có một bác trước cái thời dịch Covid, bác bảo rằng là em cứ lấy hàng giá không phải là vấn đề, nhưng mà hàng là phải đẹp. Từ đấy bắt đầu là em phải tìm mọi cách để em đưa những cái này về cho mọi người. Thực ra nếu mà để mà nói nó cũng không phải là đắt đâu. Đấy, nhưng mà nó đúng giá trị. Con này size 41 cho em này. Size 41 cho em nhá. Size 41 cho em này. Khen đều. Size 41 nhá. Con này 500k, Reebok 500k. Lên cho em mã 44 này. 500k mã 44 cho em ạ. Mã 44 ạ. Size 41. Đẹp, còn được bơm hơi đẹp. Tiếp theo này. 44 chốt Đặng Thế Lợi. 500 ạ. Tiếp theo con này cũng size 41 luôn. Vừa nãy em 42 rồi. Đây, cái đế này nhìn rất là yêu luôn mọi người ạ. Size 41 luôn ạ. Màu xanh ạ. Những bác nào thích màu xanh, được chưa? Con này cũng thế luôn ạ. 500k mã 10 này. Mã 10 ạ. Mã 10 nha. Mã 10 ạ.
một em Reebok. Reebok size cho em là size 43. Size 43, Reebok size 43. Đây. Chung là đế, đế nguyên bản, lúc nào em phải soi đế cho mọi người nhìn biết nhá. Size 43 con này cũng thế luôn ạ, 500k mã 73. Mã 73 cho em ạ. Mã 73. Thấy đọng cùng ngô. Đang cứ ngô từ nãy giờ là coi như là cứ lên men mãi mà. Tiếp theo con vớt này. Nữ hôm nay không có, nữ cháy hàng mai kia về nhá. Khoảng độ chắc 1-2 ngày đã về. Có lẽ là con vớt size cho em này, size cho nó size 42.5. Con vớt size 42.5 ạ. Size 42.5 con vớt da lộn. Bác nào vừa nãy hỏi là đi công trình mà không bẩn đây. Riêng da lộn nó chống bẩn bám bụi nhá. Ok chưa ạ? Con này 450 lên trên mã 32, 450 mã 32 nhá, mã 32. Còn đây chồng thấm không? Vừa nãy hụt tụt một lần, cảm ơn. Không còn đâu. Từ nãy giờ không còn đâu. Tiếp tục này. 32 chốt về hấm áp. Con này size là size 43. Size 43 Nike Real là Nike gì? Size 43 cho em này. Trời ơi. Bao tiền anh em? Nét căng luôn. Con 450. Size 43 con này 500k lên trên mã 99. 500k mã 99. Vừa nãy các bác 42 no rồi, giờ để giờ phải nhường các bác 43 lên một ít đúng không ạ? Các bác 43 từ nãy giờ nó là ít. Rồi Nguyễn, đúng rồi anh ơi. Em này cụ cụ lên 39 đi cụ. 39 hiếm lắm, không có đâu. Cúc để xe trên là anh mắng. À thế à? Ừ. Nó xuống nó mắng à? Đúng bảo. Lần sau đi xe của Phúc phải để cẩn thận nhá, cấm để trên nó thằng nó cẩn thận lắm đấy. À ông ý nói vui đấy, không phải mắng đâu. Ông nói vui đấy, ông ý nói thật chêu. À không ạ. Con này size 41, K-Squid size 41. Mới chưa? Ui giời ơi, đế này. K-Squid size 41, 100% nhá, mới 100% nha em ạ. Mà còn đẹp nữa. Con này quá đẹp luôn, nhìn cái logo này mà đeo này, lấp lánh này, mọi người nhìn thấy không? Nhìn gần giống Juventus nhỉ. Con này 450 lên trên mã 05 ạ. Bác nào mà chúc chốt con này em chúc mừng luôn. Size 41, 450 ạ. 99 cho Thành Hiền Phan. 05 cho Minh Công Thuấn. 05 quá ngon, con này 500. Tiếp theo, con này size cho em là size 40 2/3. Size 40 2/3 cho em nha. Size 40 2/3. 40 2/3. Tính tiền với mã 78 không được chiêu đâu nhá. Em này 450 lên trên mã 20 ạ. 450 mã 20. 450 mã 20. Con squat skit của mày. Con này 450. Một em Tubula. Long Vũ ơi, mấy cái mã 78 không được chiêu đâu nhá. 78. Ra đóng cửa Tú ơi. Anh tranh nhau về. Không có ấy. Không có 38, 39. Khổ quá, thỉnh thoảng mới có con thôi. Con này size 42 ạ. Tubula size 42. Size 42 Tubula này. Đấy, đấy này. Nguyên bản em nhá, mới. Tubula size 42 ạ. Con này 450 lên trên mã 20. 450 mã 20 ạ. Em ơi, vượt hàng vào đây cho anh cả này. Dạ vâng, có thấy anh Dương Ngô nhá. Ok kìa, số mẹ là chết rồi. 20 cho bác Tùng Lê. Anh Nghiêm Trinh Đặng ơi, cái má 78 đấy em vừa thay chốt nên em không biết đâu nhá. Mai bác mà được thì nhân viên sẽ chụp hình gửi cho nhá. Con này size 43 1/3. Size 43 1/3. Cái này size 43 1/3 3 sọc này. Con này 500k mã 57 này. 500k mã 57 ạ. Size 43 1/3 500k mã 57.
tiếp theo đây, siêu phẩm đây. Siêu phẩm đây chứ đâu. Phê chưa? Ôi giời ơi. Những con này không dây đi nó sướng lắm luôn mọi người nhá. Sờ thôi, sờ vào cái mặt này thôi đã sướng rồi, trơn tuột luôn. 57 cho lục lam. Ôi giời ơi. Con này size 42 thì ngon, 42.5 hơi dư so với mình. Size 42.5 ạ, à. Con này 550 nhá. Đây này mọi người nhìn này, độ mới này. Đấy mọi người nhìn độ mới chưa. Đây. Size 42.5 nên chơi mã 167. Mã 167 nhá em ạ. 167 những con giày này hầu như mọi người khó kiếm lắm. Rất khó kiếm ạ. Không giày. Tại vì bây giờ mà đi ra đi vào hay đi đi làm việc ấy mà hay phải ra vào nhiều mà kiếm con không chơi này khó lắm. 167 cho Minh Công Tuấn. Tiếp tục trình làng con Tina siêu phẩm đây này. 550. Con ý thật sự là em 42 con thật thật quá tuyệt vời luôn. 42.5. Con này size 41, tiếp tục trình làm một con siêu phẩm như con vừa nãy này, giống con đúng nãy này. Ai bác nào trượt vừa nãy thì chốt lại con này nhá. Con này size 41 cũng 550 lên chơi mã 92 ạ. Đây. Nó quá đẹp đi thôi. Không khác gì trên kệ rơi xuống đâu mọi người nhá. Đây. Đưa vào biết cái chất của nó. Size 41 mã 92. Discovery rất đẹp luôn. Tiếp theo này. Em này Nike size 43. Đế hơi size 43. Đế hơi size 43 cho em nhá, size 43. Con này 450 lên trên mã 14. 450 mã 14 cho em nhá. Mã 14 ạ. Mã 14. Nó kỳ đà có. Con này size cho là size 44 này. Size 44 ạ. Size 44 chân 28. Con này 450 lên trên mã 60 ạ. 450 mã 60. 450 mã 60. 550 rồi. Đúng rồi. Trải lần nhẫn mang trong cuộc đời. 60 cho Mai Quốc Phong. Tiếp theo Adidas size cho là size 41 1/3. Size 41 1/3. Ok chưa? 41 1/3. Ôi giời ơi. Cái đế nhìn dã man con này như là gold hay sao mọi người ạ? 41 1/3 nhá. Đế gold sao mọi người nhá. Con này 500k lên trên mã 03. Con này 500 này mã 03, con này 450. Đây. Tiếp theo con này size 42 1/3. 03 cho Vân Vân. Size 42 1/3 nó mới quá đi thôi luôn. Size 42 1/3. 42 1/3 cho em nhá. Con này cũng 500k này, lên cho em mã 185. Mã 185 ạ. Size 39 không có luôn đấy. Muốn lên size 39 lắm nhưng mà không có. Làm thế nào được bây giờ. Đây size 39 đây. Size 39 đây. Được chưa. Size 39 500k lên cho em mã 35. Mã 35 cho em ạ. Con này thì mới cũng 100% luôn. 185 cho ke đi Thúy nhá. Mới 100% lên trên mã 35. Tiếp tục. Một em bóng rổ 35 cho Hùng Nguyễn. Bóng rổ siêu phẩm. Con này 450 500. Em Nike này size 43. Nike size 43. Rồi ôi, đẹp nhờ. Size 43 cho em nhá.
Con này thực ra là không phải bóng rổ đâu. Con này đi bình thường cũng được. Đấy, tại đế, đế này không phải đế chơi chơi bóng rổ đâu. Em thấy đế đi bình thường. Về dã man. Size 43 nhá. Con này cũng 500k mã 69. Mã 69 nhá. Đây, cho thêm con này nữa cho máu. Đây, được chưa? Con này size 42, size em luôn. Size 42 cũng 500k. Ôi dồi, đế này. 69 cho anh Mai Quốc Phòng nhá. Quả đế nhìn sướng mắt nhé, mọi người nhìn thấy không? Con này lên cho em mã 88. Mã 88 cho em nhá. Mới 100% luôn. Tiếp theo này. Anh Long Vũ em rút mã ra rồi, nếu mà anh được thì mai nhân viên chụp hình gửi cho anh nhá. Sai lầm lớn nhất ta mang trong cuộc đời. Con này size 42, 42.5. Size 42, 42.5 nha bạn. Được chưa? Con này cũng thế luôn, 500k lên cho mã 90. Mã 90 cho em ạ, mã 90 ạ. Dạ, dạy mới bơm một phát lên đúng không? Ờ, bơm vẫn nguyên đúng không? Ấy, xì kia. Bơm lên nổ luôn. Một em EQT. EQT cho em này. EQT size cho em là size. EQT size cho là size 41. Size 41 nhá. Em này 550 ạ. Size 41 550. Con này lên cho em mã 76. Mã 76 ạ. 550 mã 76 nhá. EQT. Tiếp theo. 76 cho Phạm Quang Huy. Con này size 42.5. 42.5 ạ. Size 42.5. Con này 450 lên trên mã 45. 450 mã 45 ạ. Tiếp theo. Size 41. Con này da bóng mờ này, size 41 ạ. Size 41 xuất sắc nha, size 41. Con này cũng 450 mã 75. Còn khoảng 40 đôi nữa thôi. 450 mã 75. Mã 75. 45 cho Thống Sơn. Đẹp, con này đẹp này. Con này cũng là một con rất đẹp luôn. Mới khủng khiếp luôn. Mới kinh khủng khiếp luôn. 75 cho Trần Hồng Cường. Vicente. Một hãng giày của Nhật. Con này size 42. Size 42 Vicente cho em nha. Size 42 ạ. Size 42 ạ. Con này 480 lên trên mã 64. Ok, hiểu đạo nha. Mã 64 nha. Đây, tennis đây. Khổ quá. Còn 42. Tennis đây. Nhiều bác đặt tennis lắm, nó hiếm gọi là như vàng luôn. Tennis size 41. Chuẩn bị mạng đi các bác. Tennis size 41. Size 41 tennis. Con này 650. Lên nha mã 183. Mã 183 nhá. Mã 183. Đây, mới chưa, mới chưa. 64 cho Đỗ Đỗ Trung. Được con nào mới test con đấy. Sao lại 500 đúng không? Không 48. Tỉnh toàn có 1-2 con tennis thôi. Đấy, 200 đôi mới có được có 2 con tennis mọi người. Nó hiếm lắm. 183 cho Bình Huynh. Con này xe size 41 EXR size 41. Anh
anh Long xe dịch vụ về mất rồi à? EXR size 41, trời ơi con giày gì đây mà sao nó khủng khiếp thế này à mọi người. EXR size 41 cho em nhé. Size 41 rất sành điệu luôn, một con giày rất sành điệu luôn. EXR size 41. Con này 550 lên trên mã 163. Mã 163 cho em ạ, mã 163. Nhiều bác là nớ ngớ vớ chưa. Săn mãi thì có người săn mãi chả được, có khi lòng hoàng phát lại được đấy, cho đời. Còn một mình chốt. Ồ con này cái khóa hay cho Cúc này. À thế à? Này, để review cho các bác cái khóa. Con này có khóa giữa này. Khóa mà lại khóa chìm cơ. Đấy. Khóa chìm này, không lộ khóa đấy. Trong còn một lớp nữa ấy, mọi người nhá. Trong một lớp nhỉ? Nữa nhá. Đấy, mà kéo phát chìm khóa luôn, chìm vào trong luôn. Đấy. Đặt vào là hết luôn, không nhìn được khóa luôn. Đấy, đẹp chưa? Con này vuốt qua cái này, mất khóa luôn mất đúng không? Mất khóa luôn, quá đẹp. Con giày chất thật. Tiếp theo, một em Adidas Tubula. Adidas Tubula con này size 43 1/3. Tubula size 43 1/3. Tubula con này 500k nhá. Lên nha mã 30 ạ, 500k mã 30 nha, mã 30 cho em ạ. Vapomax, Vapomax. Một em Vapomax cho em nha. Ôi giời, đây là hàng mới chứ không có phải hàng cũ nữa đâu. Có phải hàng si đấy. Vapomax cho em này. Khủng khiếp luôn này. Con này size 40.5 và Vapomax size 40.5 ạ. À. Và Vapomax size 40.5. Mới tinh luôn. Chưa đi bao giờ. Con này cũng 500k lên cho em mã 70 ạ. Chốt theo mã 70 cho em nha. Mã 70. Tiếp theo Fina này. Mi trên ai em chốt cái gì đấy ạ? Con này size 43. Size 43, Pina size 43. Trời ơi đây, mới chưa. 70 cho Đào Minh Trung. Mới chưa. Con này cũng 500k mã 72. Mã 72 luôn nha. Em này 500. Đúng. Đây. Các bác chốt con này đi, con này dáng giống con Easy 700 ghê. Ui giời con Z-Book này. Đẹp nha. Con này toàn thiết kế đời mới. Em Z-Book size 41. Z-Book size 41. Mọi người nhìn thấy kiểu dáng của nó chưa? Z-Book size 41. Mã 30 size 43 1/2. Size 41 con này cũng 500k lên trên mã 58. Mã 58 nha. Màu rất chi là lạ luôn. Mã 58 ạ. Mã 30 size bao nhiêu vậy? 31/2. Tiếp theo Adidas không dây 58 cho Cường Nhân. 41 1/3. Adidas không dây 41 1/3. Này 500 hay 550? 500. Adidas không dây 41 1/3. Con này 450 nên cho em mã 27. 450 mã 27 cho em ạ. Mã 27 ạ. À? Cho Tuấn Lưu Anh. Tiếp tục này. 450. Con này size 44 2/3. Size 44 2/3 cho em này. Rồi ôi đẹp chưa. Size 44 2/3 nha. Em này cũng 500k. Mã 40. Mã 40. Con này 40. 400. Tiếp. Không dây nào 42 ạ. Có con nào thì mọi người chốt hết rồi anh ạ. Không dây khó trượt lắm. 40 cho Lê Vĩnh Phúc nha.
Tiếp theo cho em con này nha. Em này size cho em là size 41 ạ. Size 41 cho em nha. Size 41 ạ. Mới. Rất mới luôn ạ. Hôm nay không có giày bóng đá đâu ạ. Con này cũng 500k mã 07 size 41 Reebok ạ. Size 41 màu đẹp. Mã 07 ạ. Con này 500 đó. Đúng rồi. Không dây 44 à. Chắc không có đâu. Không có đâu bạn. Con này 44 này. Em này size 44. Size 44 nha em nha. Con này cũng 500k mã 41 ạ. À. 07 cho Đào Văn Phương. Mã 41 ạ. À. Ôi trời, mới ghét luôn. Ok dạ. Mã 41. Không dây thỉnh thoảng có một con thôi. Cả kiện có vài ba con nhưng mà không có nhiều. Có thì em trả lên. Không có. Con này size 44.5 ạ. À. Size 44.5. 44.5 ạ. À. Con này 450. Nên mã 23 này. 450 mã 23 cho em nhá. Mã 23 ạ. Bao lâu mà bác sĩ xin mã cho em. Không có nữ. Nữ chắc phải một ham nữa mới có hàng nữ. Con này size 44 tiếp này. Size 44 ạ. Size 44 nha. Con này lên cho em mã 159 450 này. Mã 159 450 cho em ạ. Mã 4. Trời ơi. 128 đi bao nhiêu? Ông Phương này ông bảo là chỉ có là chốt cho ai lúc nào có những con siêu phẩm thì chốt cho bác là những bác mà chia sẻ thôi. Không phải là nếu mà chốt theo chia sẻ thì nhiều bác không chốt được hàng lắm. Chân 28 thì bao nhiêu? Hả? Chân 28. Chân 28 là đi 44. À. Con này là con giày rút giày ạ, à, mọi người nhá. Rút dây ở sau này. Không dùng dây mà lại rút. Dây nó lồng về đằng trước. Em chả biết cơ chế nó sử dụng thế nào mọi người ạ. À đây. Con này size 43 nhá. Size 43 rút dây gót này. Kéo ra thế này là nó bắt đầu giãn này. Đấy, rút gót này. Đấy, rút nhá. Đấy, thu dây vào này. Đấy. Size 43. Con này 400k lên trên mã 24. 400k mã 24 trên mã 24 ạ. Không dây là siêu phẩm gì hiếm ạ. Tiếp theo mà em da lộn size cho là size 40. Da lộn size 40 ạ. Da lộn size 40 nha. Da lộn size 40. Con này 450 lên trên mã 96 này. 450 mã 96 nhá, mã 96 ạ. Giày bóng đá vẫn còn nhưng mà bên kho. Chưa mai bảo Quỳnh Anh lên cho. Có nhưng mà giày bóng đá không có size nhỏ đâu. Toàn size 43, 44 thôi. Hết size nhỏ rồi. Đang chờ hàng về. Làm hàng làm si này khó lắm mọi người, nhiều khi là kiếm được hàng 96 mới. 96 cho Linh Kê. Kiếm được mấy cái thứ hàng mới này là thật sự quá khó luôn. Thị trường thì nhăn nhản. Em là 450. Ừ, vâng. Con này size 42.5. Size 42.5 New Balance ạ. À. Xuất sắc luôn nha. Size 42.5 New Balance ạ. À. Mã 20 có người chốt rồi. Con này 500k mã 77 này. Mã 77 cho em ạ. Mã 77. Chờ mấy hôm cũng chốt được. Đấy, khó khăn. Bảy bảy cho Hoàng Nhân Nguyễn. Mình 50 cho mã bao nhiêu đây? Tiếp theo con này size 40.5.
Đế hơi sai 40.5 ạ. Đây. Đế hơi sai 40.5. Sai 40.5. Con này cũng 500k mã 94. Mã 94 cho em ạ. Còn cơ mấy chục đôi thôi. Còn khoảng 2-30 đôi nữa. Minh Lâm 6 á. Đây ok, kiểm tra luôn cho Minh Lâm nhé. Xem là mới như thế này cơ mà. Sai 43. Ui giời ơi. Đi con này sướng chân luôn. Sai 43, con này cũng 500k mã 67. Mã 67 cho em nhá. Để em dồn hàng phát người nhá. Vợ con đi ngủ hết rồi. Minh Lâm ơi, mày 6 Minh Lâm đừng thứ 2 Minh Lâm nhá. 94 chốt cho Mi Chen này. Đó, 500 luôn. Các bác muốn nhanh thì thứ nhất là tắt wifi đi, dùng 4G thôi. Dùng 4G cộng thêm là hãy thỉnh thoảng thoát ra vào lại, cực kỳ nhanh luôn. Có con này ngon này. Ui. Croc nhá, hãng Croc cho em ạ. Croc kinh khủng. Con này gặp đúng cái bác hôm nay bác hỏi rồi. Có con cu nhà chân nó to quá. Chân mu bàn chân to quá mà đi toàn phải đi sai 43, 44. Thừa chân. M9. Mà không biết có bác ý ở đây không. Con này M9 là sai bao nhiêu mọi người. Ông Croc này, ông Toan đánh đố em. Em thử chân nhé. Con này chắc là 42. Em không để ý bao giờ để ý số được. Mọi người nhìn này. Nó đẹp, con này đẹp vô cùng luôn. Mà nó không rất đẹp. Con này sai 42 rồi. Chuẩn 42 luôn. Cho mình đọc cái chuẩn. Sai 42 nhá. Sai 42 cho em ạ. Sai 42 con này đẹp tuyệt vời luôn. Mọi người bảng 43. Croc ạ, Croc lên cho em này. Con này mã 51, con này 550 nhá. Mọi người biết mua một đôi dép Croc giờ bao tiền không? Một đôi dép Croc mà hàng vớ vẩn bây giờ cũng phải trên 300.000 rồi. Một đôi dép đấy. Có đề mã 51 cho em nhá. 51 chốt cho Nguyễn Trung Hải. Thoáng nữa chứ. Trời ơi. Siêu hiếm luôn. Con này độc luôn. Tiếp theo em Fina này. Trường Vinh Nam xem hôm nay bực mình á. Ghét sốt rồi. Con này sai 40. Sai 40 ạ. Vina size 40. Quá đẹp luôn ạ. Quan trọng là độ mới này. Size 40 ạ. Con này 500k nhá. Nên mã 36 ạ. 500k mã 36. Mã 36. Bây giờ các bạn nó đông quá thì thành ra nó khó. Chứ bây giờ cũng chẳng làm thế nào. Bây giờ biết làm thế nào được nè. À mọi người ơi. Xem sớm giờ toàn bị sau. Tỷ lệ chọi nó cao quá. Tiếp tục này. Con này size 41 1/2. Size 41 1/2 nhá. 41 1/2. Em này cũng giống, có một em vừa nãy giống này. Xuất sắc luôn. 500k mã 02. 500k mã 02. Size 44 đi á. 44 mình... Anh xem con kia phải 44 không? Con đi book dưới cùng kia. Không không không, trên con đấy. Đấy đấy, con đen đen kìa. Còn 42 thì sao? 44 hôm nay chốt cũng hết. Tiếp 2 cho Vân Vân nhá. 500 không? Đúng rồi.
Tiếp theo em đề hơi size 42.5. Size 42.5 ạ. Size 42.5. Con này 550 lên má 71 này, đế hơi ạ. Má 71 cho em ạ. Quá đẹp luôn. Má 71. Tiếp theo rebook cho em này. Con này size 40.5. Size 40.5 rebook size 40.5 ạ. Size 40.5. Con này 450 lên mã 28 này, mã 28 ạ. 550. Sắc nét luôn. Nét căng luôn. Giờ này lôi ra cái gì ra? Sâu răng đấy. 28 cho Đinh Văn Hải. Con này size 44 đây. Size 44 này ạ. Đây, đạt chuẩn chưa? Nó trên chuẩn, vượt chuẩn luôn ạ. Size 44 nha nha. Con này 500k lên cho em mã 81. Mã 81 ạ. Đấy, các bác hỏi 44 đẹp luôn. Tuấn Đô thoát ra vào lại nhá, dùng 4G thôi. Size 42.5. Size 42.5, con này 450. Lên mã 84. 81 cho Linh Hoàng Hiền. Mã 84 cho nhá, mã 84 ạ. À đây này, không dây đây này. Ồ bác. Các bác hỏi không dây giờ mới nhìn thấy đây này. Đấy, cả tí bóng rồi. Không dây Fina này. Không dây Fina con này size 44 rồi. Không dây Fina size 44. Không dây Fina size 44 nha. Size 44 ạ, thoáng ạ, dưới đế thoáng nha em nha. Size 44 con này 450. Hải Dương ơi, không có mã 44 đâu. Con này lên trên mã 43 cho em nha, mã 43 450 mã 43. Các bác mà chân 40, 39, 40 chắc là mét tầm mét 65 nhỉ? À đâu, phải mét 66, 67, 68 gì đấy. Ví dụ mét 7 là thường size 42, mét 7, mét 73, 74, size 42. Con này size 41. 43 cho thằng BC. Size 41, em này 500k. Em này 450. Đúng rồi. Nên nhân mã 49. Mã 49 ạ, những con này em không cần review đâu, nó mới lắm luôn. Mã 49. Anh 170 là 1m70. Size 40 là 1m60. Size 40, size 1m70. À ừ, thế thì nó tùy sân, tùy xương nhỉ mọi người nhỉ. 49 cho Đăng Khôi. Con này 450. 500. Một em da lộn nha. Con này size 43, da lộn size 43. Da lộn size 43 nha bạn. Size 43 da lộn nha. Em này 450 lên trên mã 14. 450 mã 14 cho em nha. Đen. Mã 14. Một em Puma. Puma siêu độc nạ. 81 có người chốt rồi anh Hải Dương ạ. Con này size 42 1/2 ạ. Size 42 1/2. Puma nha nhá. Siêu đẳng cấp. Siêu đẳng cấp em Puma này ạ. Con này 500k. Lên trên mã 19. 500k mã 19 này. 500k mã 19. Trời ơi. Siêu phẩm đây chứ đâu. Con này Nike size 41. Nike size 41, Nike Room size 41, Nike Air size 41. Con này cũng 500k mã 96. Mã 96, mã 96.
Em nhầm rồi, mã 43 để cho Thanh Nguyễn đi ạ. Ok, 43 chốt lại cho Thanh Nguyễn nha. Tiếp theo, A6. Con này A6 size 42. A6 size 42 nha bạn. Con này 450. 450 lên mã. Mã 36. 96 cho Kiên Trần. Mã 36 nha. 500 con này thôi. Dạ. Đúng không? Một em Reebok. Ngồi xem nay mà nhanh buồn ngủ quá. Xem nay mà phải chốt thì nó mới không buồn ngủ, nó bị hồi hộp ấy. Xem nay mà bị lo rồi thì là nhanh buồn ngủ. Một em Reebok. Con này mấy lớp liền. Reebok size 42. Reebok size 42 nha. Size 42 Reebok. Con này 450 ạ, lên cho em mã 02, 450 mã 02 ạ, mã 02. Đúng rồi, 40-39 hơi ít. 40-39 chiếm tỷ lệ ít, 42 nhiều nhất. 43 cũng ít hơn. Con này size 41. 02 cho Vũ Quyết Thắng. Size 41 ạ. Con này 450 nhá. Lên nha mã 27. Mã 27 cho em ạ. Em này 500. 450. Xin chào anh Đỗ Danh Mai. Yêu Hoa. Yêu Hoa. Yêu Hoa mà chẳng được thưởng hoa. Có thế anh Đỗ Danh Mạnh nha. Yêu Hoa mà không được thưởng hoa. Tối ngày xem giày đây. À tối ngày bên những đôi giày đây này. Con này size 43 cho em ạ. Size 43. Em này size 43 nhá. Mới chưa ạ? Quá mới luôn, size 43. Con này 500k mã 49. Mã 49 500k. Tiếp này. Yêu Hoa là kẻ đa sầu, yêu nhạc là kẻ. Là kẻ gì nhỉ? Nó quên mất cái câu đấy rồi. Con này size 42.5. Size 42.5 New Balance ạ. Con này 450. Lên mã 73. Lên mã 73. Lên mã 73. Ngày nào cũng lòi mắt nhìn ông Phúc với đôi giày. Cái gì? 39 à, 39 hiếm lắm. Toàn giày mới có mỗi người. Like là cũ. Mọi người hôm nay có nhiều câu hay thế. Nay có nhiều câu hay đấy. Và hiện lại còn mã 27. Mã 27 lâu lắm rồi. Đâu rồi. Yêu Hoa là kẻ đa sầu, yêu bướm là kẻ. Là kẻ gì mọi người đối cho em phát. Yêu Hoa là kẻ đa sầu, yêu bướm là kẻ. Là kẻ gì? Còn sầu hơn cả hoa. Không phải. Con Vũ Ma này mà ngoài lời á. Con này size 40.5. Size 40.5 cho em ạ. Size 40.5, con này 450. Con này 450 lên trên mã 185. Mã 185. Em ở Trương Mỹ kìa, nhà anh Phúc chỗ nào kìa. À. Nhà anh ở Ba Vì. Ở ngay chỗ Đông Phương Yên ấy. Chỗ gần bên chỗ cạnh khu Trường Yên ấy. Bắt đầu mộng mơ. 19. Tiếp theo cho em nhá. 19 ở đây. Đây 39 đây này. Phải 39 đâu. Con này là rớt đu ít. Đây con này size 39 này. Con này 39 40 đi vừa này. Yêu bướm là kẻ hút hoa giải sầu. Chuẩn đấy, ở đấy cũng hay.
185 cho Nguyễn Toản. 3940 đi vừa em này nhá. 3940 đi vừa, con này 450 nên cho em mã 167. Mã 167 ạ. À? Cho anh Trần Ngọc Vũ xem lại con này. Trần Ngọc Vũ xem lại ạ. À? Ừ. Đó được, xem lại được. Đây, con này vào, con này làm sao? 450. Đây. Con này mã 27 nhá. 167 cho Vân Vân. Yêu hoa là kẻ đa sầu, yêu bướm là kẻ đau đầu vì hoa. Hay, câu này rất hay. Mấy giờ rồi? Con này 500 hay 450? À, 450. Được, được, quả đau đầu vì hoa là được đấy. Chuẩn. Ok. 27 chốt cho Trần Ngọc Vũ nhá. Con này sai cho là sai 42 ạ. Sai 42 ạ. Sai 42 nhá. Sai 42, con này 500k. Chưa ba lúc nhầm. Ừ. Sang thì lúc thằng Hòa chốt nó cũng chụp nó không biết. Con này lên trên mã 92 ạ, à. Mã 92 ạ. À. Mã 92. Xem lại mã 96. 96 người chốt rồi Kiên Trần nhá. Bướm thà kẻ để lâu không xài. Ơ con này thử chốt rồi anh. Chưa. Hay thì tặng hoa đi. Chín hai cho Nguyễn Hải Trung. Yêu bướm là kẻ dâm tà ba hoa. Tiếp theo này sai 44 cho em nhá, sai 44 ạ. 500. Con này sai 44 rebook này, trời ơi bơm hơi đây. Bơm hơi. Bơm hơi, căng đét luôn. Nguyên nhá. Con này size 44 ạ, size 44 cho em con này nhá. Em này 500k này nên cho em mã 60 ạ. 500k mã 60. Các bạn bậy quá. Đang bình phẩm chứ có ai làm gì đâu mà bậy. Đang bình thơ đối đối. Tiếp nhá, con Zbook này không cần phải suy nghĩ luôn các bác. Vừa là chốt này. Fina. À Fina. Fina size 42. Fina size 42. Đẹp mới 100% Fina size 42 ạ. Size 42 vừa màu đẹp vừa mới nhá. Em này cũng 500k. Lên nha mã 15, mã 15 ạ. Lại bắt đầu bình đầu. Chim khôn, chim đậu trên cây. Bướm khôn, bướm đậu trên đầu chim khôn. Cành hoa, con gái đậu. Con này size 42 cho em nhá. Con này size 42 ạ. Size 42 cho em này. Con này 450 đế hơi ạ. Lên cho em mã 35 ạ. 450 đế hơi mã 35 cho em nhá. Mã 35. Coi lại size 44 đi em. Đây. Con này. Ừ. Đúng rồi. Con này thì không cần phải suy nghĩ đâu. Còn tầm độ 15-20 đôi nữa. Mã 60. Con này bơm hơi nhá. Bơm hơi ở thành này. Đấy, nó có hai một cái lúc bơm hơi này, bơm khí xong bắt đầu à. Cái này là xả hơi nhá. Mới tinh. Đấy. Luôn ạ. Ầm ầm. Ra hơi ầm ầm. Vui mà như này 35 người cho xem bảo bán thờ chứ. Con này 450 năm trăm phải không? 450. 560 người, mỗi người cho em 1 chấm ạ. À. Thôi đừng có chấm, mong này không chốt được đâu. Mọi người đừng chấm. Chấm đi ạ, à. Chấm nhiệt tình vào. Tiếp tục size 44 ạ, à. Size 44 nhá. Con này cũng 500k này. Các bác nào vừa chốt ngay nên cho em mã 57 ạ, à. Size 44. Mã 57 ạ, à. Mã 57 nhá. Các bác chấm là em buồn ngủ, đi ngủ đấy. Đây có mỗi con này size 39 này, size 39 1/3 này, hết nát cốt rồi. Size 39 1/3 cho em nhá. 39 1/3 con này 400k nên cho em mã 38 này. 400k mã 38 ạ, mã 38. Đừng đùa con này. Thôi các bác đừng chấm giúp em cái. Mọi người chấm nhiệt tình vào cho em nhá. Đi ngủ, em đi ngủ không chốt được bài đâu.
Đấy, phải trôi mất rồi. 5-7 cho tiếng Trung Quốc nhá. Xi hào, xi hào, su củ. Xi hào, su củ. Hỏi các bác dịch cho tiếng Trung này gì? Tiếng Hàn, anh nhìn đấy mà tiếng Trung. À, tiếng Hàn à? Nhưng mà tiếng Hàn tên là ai đâu? Quỳnh Anh. Chốt 385 không thấy báo gì, mã 185. 185 chốt lâu rồi mà. Anh chủ lại sinh năm bao nhiêu? Anh chủ sinh năm con chuột. Con này 450 tiếp. Giáp tí. 450 nó. Con này sai 40 cho em đế hơi ạ, à? Đúng rồi. À đâu, con này 500. Con này 500. Con này sai 40 ạ, à? Đế hơi sai 40 cho em nhá. Sai 40 đế hơi ạ. À? Con này 450. Lên mã 39 này, 450 mã 39 em ạ, mã 39. 57 chốt cho bác cái tiếng Hàn gì đấy không đọc được thì em không biết dịch đúng nhá. Tiếp theo em Fina. Ai vừa này chốt ngay. 185 chốt cho ai vậy? Nhớ rồi. Cười nhiều quá không nhớ rồi. Các bác chấm trôi hết bài của em rồi em không nhớ đâu. Chấm đi mọi người ơi. Con này sai 40. Chốt cho Mi trên ai nhá. Con này sai 42.5. Sai 42.5 Fina. Con này phải nói là siêu phẩm luôn này. Sai 42.5 Fina nha bạn. Fina nhá, mới 100% luôn. Con này 500k mã 163 này. 500k mã 163, mã 163 nhá. Con này là của nữ. 163. Con này 500. Đó con này 450. Rượu vang á, ok để kiểm tra luôn rượu vang. Rượu vang là còn đứng thứ tư rượu vang nhá. Con này sai cho là sai 42 ạ. À. Em này sai 42 nhá. Sai 42. Rượu vang đứng thứ tư nhá. Con này 400k mã 101 ạ. À. 400k mã 101 sai 42 này. Sai 42. Hiếu buổi tối đi tán gái con lấy được vợ cho anh đố cho anh Mạnh ơi. Một em Skitcher không dây. Mãi có con không dây, con không dây này sai 40 Skitcher nhá. Skitcher không dây sai 40. Đấy. Sai 40 cho em ạ. Sai 40. Con này 450 ạ. 450 lên cho em mã 71 này. 450 mã 71 cho em nhá, mã 71 ạ. Chất kinh khủng. Con này sai 39. Mã 39 đâu? 39 đây. 39 người ta chốt mất rồi. Phải tính cộng 1 cho chốt mã 39. Rất tiếc là mã 39 đã lên đường rồi. Con này sai 44 1/2. Sai 44 1/2 ạ. Ưu tiên bác nào chốt con này 400k mã 43. 400k mã 43 sai 44 1/2 hơi to. Mấy con sai to này. Con này sai 44 tiếp ạ. À. Sai 44 nhá. Đẹp tuyệt vời luôn. Sai 44 con này 500k lên cho em mã. Mã 76 này. Mã 76 cho em ạ. Mã 76. Tiếp theo con đề hơi. Này. Đôi khi nồng muốn yêu em thật nhiều, mà ân tình đó trả lại bao nhiêu. Còn lại sai 44 tiếp mọi người, sai 44 này. Sai 44 con này 450. Cuối này toàn sai to. Lên nhé mã 90 nhá, mã 90 ạ. À đây. Em lại con nào này tặng mọi người tiếp này. Em nói mọi người sờ con áo này nó thật sự mọi người quá chất luôn. Đây là tình cảm nha mọi người nha. Đây là tình cảm dành cho mọi người. Đấy, tình cảm mặc dù là kể cả ai không nhận được nhưng mà đây gọi là tình cảm gửi đến tất cả mọi người nha. Nó mới và nó
rất là thơm luôn. Lòng chứ không phải lòng. Nòng á, ôi giời, quê em nè, quê em cháo lòng, cháo nòng. Con này của Lữ rồi. Em ạ. Con này của Lữ. Con này của Lữ. Uniqlo đấy. Ôi giời ơi. Uniqlo đấy. Đẹp lắm luôn, có mũ này. Anh Phú Tân Nguyễn này mà 90, vui Lữ. Lòng lên số điện thoại nhá. Lữ con này chỉ 55 kg thôi, con này 4, à con này 50 đến 55 nhá. Bác nào chốt cũng được, về tặng vợ này. Đấy. Về... Ok anh Phú Tân Nguyễn nhá. Vợ thì rất thích con này luôn. Thế luôn mọi người, thơm lắm. Ờ, mà hàng nhá. Đây này, mọi người nhìn chất liệu này. Chất liệu nhìn đã sướng lắm. Sờ sướng lắm nhá. Bà nội nấu cơm hôm qua em ra Hà Nội gặp bà nội nấu cơm nếp rồi. Tức là ý hẳn lòng ấy. Lòng lòng. Ok. Con này lên mã này. Con này cho bác nào có đơn hàng và có huy hiệu chia sẻ. Ok chưa? Con này lên trên mã. Mã 20. Ok chưa? Mã 20. Con áo này thật sự là nó là chất nhá. Nó chất lắm luôn. Một chiếc bên kia. 3 tiền, 4, 5, 10. Vâng. Để nó một chiếc cho anh. Uliquido. Đúng là Uliquido. Phục chôn luôn trên ý. Mã 20. Không có huy hiệu chia sẻ thì thật là lãng phí. Hoa Nhân Nguyễn không có. Đừng buồn em nhé, có đơn hàng không? Không. Đừng buồn em nhé, làm gì có đơn hàng đúng không? Kiên Trần này. Kiên Trần có đấy. Ờ. Chốt cho Kiên Trần nhá. Anh cứ ghi in luôn cái phiếu đừng buồn em nhé, nếu mai có đơn thì là cho anh. Ok. Đúng đừng buồn em nhé thì anh chưa chốt. Ừ. Dự bị. Thật sự con áo này thích lắm luôn mọi người nhá. Nó mới 100% luôn. Em tặng là em tặng hàng chất luôn. Em ơi, em vào lấy cho anh con áo gió kia. Con áo gió mà lúc anh về anh mặc đấy. Mặc ra đây xem nào. Lên. Anh Nguyên có chia sẻ đâu em. Phải có chia sẻ. Không có huy hiệu chia sẻ, Hoa Nhân Nguyễn nha. Đấy. Áo thun anh đang mặc á. Áo này á. Ôi dồi ôi chết. Chốt thì hôm nay ngủ tại đây luôn, khỏi vào phòng ngủ. Vợ giết. Hoàng thượng Giá Lâm. Ôi dồi, có quả con rồng hơi đẹp. Có con nào gió này mọi người thích không để em tặng lốt này. Đẹp phết nhỉ. Cũng em nên hết lượt rồi. Cũng không còn nữa đâu. Con này đi chơi Tết đẹp đúng không mọi người? Con này kìa. Này. Thôi từ từ em nên nốt mấy con này nhá. Em có con Z-Book không dây này. Có con Z-Book không dây. Cho mọi người tí cho nó đợi buồn ngủ mà. Mình đã chia sẻ mà không thấy huy hiệu vậy. Đấy. Không công khai. Chia sẻ không ở chế độ. Đường không nối, bà vợ nói neo quá. Con này size 42.5. Con này là dây giả thôi mọi người nha. Size 42.5 ạ. Size 42.5. Đừng đợt vừa lên. Con này 450 ạ. Con này 450 nha. 450 lên trên má 41 ạ. 450 má 41 cho em nha. Má 41. Sắp nghỉ rồi đây, em sắp nghỉ rồi đây. Bà chỉ lấy đâu kìa. Ôi con Puma này mà không ai chốt à. Con này size 42 1/2 này. Em Puma này ngoài chốt à. Con này 450 thôi, nên cho em mã này, mã 70 này. Mã 70 nhá. Mã 70. Em đặt cọc ba áo mà khoác mà shop chẳng thấy gì vậy, đặt cọc cũng nào nhỉ? Nếu mà đặt cọc thì mai ở nhá, mai inbox lại xem là mình đặt như thế nào nhá. Tiếp theo này. Con này size 41 cho em này. Size 41 ạ. Size 41, con này cũng 450 luôn. Nên cho em mã 07. 41 cho Minh Trần. Mã 07 ra nhá, mã 07 ạ. Con này 450. Đúng. Con mã 909 mình bao tiền vậy anh, nghe không rõ. Mã 09 từ bao giờ nhỉ?
ngoài. Con này size 41.5 ạ, size 41.5 nhá. Size 41.5 con này ạ. Con này 400k mã 84 ạ. 400k mã 84 cho em nhá, mã 84 ạ. Em có con này đi bộ mềm chân này. Con này từ 16 tháng 1 thôi. Con này mềm chân không dây của Nike. Sao phòng Nguyễn chả đi. 07 đâu Nguyễn Văn Hùng. Con này của Nike nhá, đi cực kỳ mềm chân luôn. Đấy, mềm lắm này. Mềm chân nhá. Ơi. Làm sao? Anh ấy chuyển cọc từ này. Chắc là bị xả mẹ ra rồi. Nhưng mà tại sao hàng ngày không check đơn? Bọn nó không check thì là thành ra là thế. Không check đơn thì nhắn nào. Con này sai cho em nhá. Cái này để mai em kiểm tra nhá. Mai em kiểm tra nếu mà xem như nào, nếu trường hợp mà khả năng là nhân viên nó làm nhiều đơn quá nó bị xả ra. Con này sai cho là sai 41. Em gửi lên nhóm. Sai 41 này. Phong... Con này vừa bán vừa tặng. Vừa bán vừa tặng mọi người. Con này 300k không dây nhá. 300k không dây ạ. Nên như mã 183. Mã 183 300k. 183 300k. Tặng bưởi đấy. Dưới đây bưởi đấy. Tặng bưởi á? Tặng bưởi chuyển đi khôi mất. Áo này nhìn cũng đẹp hết mọi người nhỉ. 183 cho anh Phương Bình. Áo này gọi là siêu độc lạ. Có ai thích áo này không ạ? Ai thích áo này không? Rồi ok, em lên hết lượt rồi. Mọi người chốt. Phải nói là quá trời luôn. Tỷ lệ chốt 95%, 90-95%. Đôi giày và áo đang mặc thì ok. Bao nhiêu ạ? À? À, bao nhiêu anh? Bao nhiêu áo này bao nhiêu á? À? Tặng luôn đi em ơi. Kiếm giúp em chống thấm. Em rất cần anh ơi. Chống thấm nó còn gì? Chống nước. À chống nước à? Ừ. Chống nước, giày chống nước á? À? Không, đấy là... Đấy là đi nước, lội nước. Đi nước thì chống nước. Lội nước hay là chống thấm? Chống nước á? Chống nước, đây là nước vào. Con này nước vào này. Con này 42 2/3, 450. Kèm theo áo anh đang mặc á. Chốt được đôi cuối cùng. Tổng mấy đôi mai nhân viên là sẽ phân loại nhá. Con này 450, chốt mã 450 cách số điện thoại này. Như vậy nó mới đúng bộ á. Phương Bình đây, chút đôi giày này phải kèm cái áo. Đưa con Discovery này, Discovery. Đây, Discovery này. Coi nguyên này mà chưa chốt được đôi nào, chán thiệt. Con này size 42 mà con này mọi người không chốt thì thật là phí này. Con này độc, con này. Con này hầu như là hình như ở Việt Nam nó không có giày này đâu. 76 chốt rồi ạ. Kia 450 kìa, 450 chốt đi đội nội nước kìa. Đâu? Có đây. À, đấy là mã 450. Cụ đứng lên em ngắm phát. Thôi ngồi này đẹp rồi. 450 cho Rin nha. Con áo này là con này là độc nha. Con áo này là độc nhất vô nhị đấy mọi người ạ. Con này size 42. Size 42 Discovery ạ. Đây, cuối line con này nhá. Con này bác nào chốt đúng 500k này, vừa nãy là 550. Mà nó thật sự mọi người con này chất lắm. Em nuốt nước mắt vào trong. Discovery ạ. Đẹp tuyệt vời luôn, size 42. À đây, em thử chân phát nhá. Em thử chân phát. Này, em mặc. À đây. Thôi, hình như cái
anh Nguyễn Trung Hải không? Anh Nguyễn Trung Hải hỏi thì chốt cái con nội nước cho anh nhìn nhá. Ơi theo bữa nay nội nước ai chốt rồi sợ anh không anh lại thải ra đấy lên không chưa anh đúng sai em luôn nhưng mà con này 42 khả năng hơi xít mọi người nhá. Mọi người mà đi 41.5 thì đẹp hơn. 41.5 thì đẹp hơn ạ. Đấy, con này dòng bốt. 41.5 đẹp hơn nhá. Con này đẹp thật. Đi phối lộ thể thao đẹp. Đây cho mọi người xem áo đây. Được ạ, áo đây. Nó nạ nạ nhưng mà nhìn rồng phượng quá mọi người. Ok, có ai chốt con này không ạ? Có, chốt rồi. Ở Discovery chốt rồi à? Má 70 đúng không? Đã lên má đâu? Con này ai chốt con này nè? Không chốt được đôi giày thì em chốt à? Con này lên cho em má 500 cái số điện thoại nhá. Mã 500 cái số điện thoại con giày này chất nhá. Mã 500 cái số điện thoại. Con này như là ba len luôn. Được. Như ba len xìa này. Nguyễn Phong. Con áo này để hôm nào tặng mọi người ạ. Tặng Tết mọi người ạ. Anh bán cho em cái áo Nguyễn Sắc Phong bị mất cái đơn hay sao đây. Đại gia Tân Trần Đức. Nguyễn Thịnh Quốc chốt đây nè. Bán cho Sắc Phong Nguyễn. Sắc Phong Nguyễn anh đang ai cái đây. Đang cọc rồi đấy. Con này Nguyễn Thịnh Quốc 500 Nguyễn Thịnh Quốc. Ok, mã 500 chốt cho Nguyễn Thịnh Quốc nhá. Rồi ok, xong rồi mọi người ơi. Áo hôm khác đi. Áo hôm khác em kiếm cho. Con áo này chưa chốt. Chưa chốt được. Cảm ơn mọi người nhá. Thôi, xong rồi. Nghỉ đây. Em nghỉ đấy. Có nhận đặt gạch giày không á? Ý là đặt cọc trước giày để chọn giày á? Không có thời gian đâu. Giờ nhà em không có thời gian đâu, không có thời gian. Nước nước chốt rồi ạ. À. Không có thời gian bởi vì là nhiều khi chụp cho mọi người ấy, làm lúc tìm hai ba con mất cả buổi sáng chụp không hợp vu này, lại bỏ. Thành ra mất thời gian áo. Không nhận đặt gạch mà chỉ là lên like thôi. Đấy, như cái anh Hoàng Phan này, dãy đành gạch đấy. Đấy, nhiều người ấy lắm. Dãy đành gạch đền anh chốt, cả tối không được các tiểu. Thế là mình chọn các bạn về rồi, em mà không được các tiểu. Mà lại dùng của 361 luôn ấy. Ừ, con lồng vũ của 361 ấy. Ừ. Về đấy các bạn, anh không ngờ có những điều báo vừa thành. Tôi cảm ơn mọi người nha. Nể lắm thì chọn cho. Áo này hôm nay treo thưởng. Không tặng mọi người hôm nay tặng hai áo rồi gì? Tặng hai áo nhỉ? Hai áo xuất sắc. Mai kia em lại tặng áo nhá. Con áo này thỉnh thoảng khoe hàng tí thôi. Thực ra con này hôm nọ đấy, hôm nọ con này lên chẳng ai chốt. Tức là lên chẳng ai chốt, hôm nay em kiểm hàng em thấy vẫn còn, em bảo quái con này không ai chốt. À xả. Chốt không xả. Ờ. Con này mới bố bảo là phải huấn hoa hồng, phải mặc huấn hoa hồng mặc con này. Đấy. Độc lạ nhỉ. Rồi cảm ơn mọi người nhá. Con này để hôm nào em tặng sau. Chúc mọi người ngủ ngon. Mọi người chốt nhiều quá. Nhá, hẹn gặp lại ngày mai nhà em luôn luôn live từ 12:30 à sáng mai em lên giờ trẻ em tiếp này. Buổi sáng lên giờ trẻ em nhá. Hôm nào lên giày nữ. Từ nữ bao giờ về đấy? Nữ chưa biết. Trong tuần này. Trong tuần này lên giờ về giờ nữ nhá. Thôi, chúc mọi người ngủ ngon, em xuống live đây. Xuống live đây ạ.